Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ba cô vợ bé, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Sau khi mà gửi tới cho quý vị hai tập truyện của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người đều thương cho cô gái Diệp Yến tuy là mỏng manh hiền dịu nhưng mà có những lúc lại vô cùng mạnh mẽ quyết tâm bảo vệ cho chính mình và điều mà tâm an phẫn nộ nhất đó chính là cậu hai lâm trong câu chuyện này rõ ràng luôn miệng nói rằng là yêu diệp yến nhưng mà hành động của cậu lại không phải như vậy vậy thì sau khi mà xuất hiện một cô gái tiếp theo được cậu hai lâm thu nhận làm vợ bé của mình thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị và xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Năm đó chuyện của cậu Ba Phong và Diệp Yến không thành. Diệp Yến được gả cho cậu Hai Lâm còn cậu Ba Phong thì cưới con gái của Tỉnh Trường. Cứ tưởng là cả hai đã hết duyên hết nợ, anh nghĩ đến cuối cùng mọi sự lại thành ra như thế này chứ. Cậu Ba Phong vậy mà là người si tình đến chấp mê bất ngộ. Hiện tại Mợ Quỳnh chỉ mong cho Diệp Yến có thể thuận lợi mà rời khỏi người đàn ông phụ bạc, đó chính là cậu Hai Lâm. Còn về chuyện nhân duyên giữa cậu Ba Phong và Diệp Yến, Mợ Quỳnh chỉ mong sao hai người họ phước dày, phúc tới mà có thể một lần nữa được ở bên cạnh nhau, sống cùng nhau hạnh phúc trọn vẹn. Cũng là trong tâm mong mỏi như vậy thôi, chưa còn tương lai ra sao, Mợ Quỳnh thực lòng không dám cưỡng cầu, thực sự là không dám. Sau hơn một tuần chiến tranh lạnh trong nhà, Kha Lão ra vì giận con trai cãi lời mình mà sinh bệnh, còn bị bệnh nặng tới mức phải đưa đi nhà thương, chứ thầy lang trong xứ hết thầy đều bó tay không chữa trị. Mãi cho đến lúc này thì nhà bá hộ Kha mới được yên bình đôi chút. Cậu Hai Lâm cũng không còn cương quyết trong vụ nạp Ngọc Nga làm vợ bé. Cậu chắc là vì xót cha mà đang bắt đầu suy nghĩ lại rồi. Bà chúc với thêm hai ba người ở, luôn túc trực ngày đêm trong nhà thương, cùng chăm sóc Kha lão gia. Cậu Hai Lâm thì đi đi về về, cậu còn bận công chuyện làm ăn thóc lúa nên không thể nào ở suốt trong nhà thương mà lo cho cha mình. Diệp Yến thì mấy bữa lại đón xe lên nhà thương, phụ với bà Trúc chăm cha chồng. Còn Hà Hương thì ở lại trong nhà để quán xuyến, với lại dạo dày, Ngọc Châu bị bệnh, con bé ốm đi trông thấy. Hà Hương cũng không có nhiều thời gian dành lên nhà thương mà thăm cha chồng được nữa. Hôm nay Diệp Yến ở trong nhà thương suốt một buổi sáng. Lúc này bà Trúc với cậu Hai Lâm đã đi ra ngoài gặp riêng Dr. tờ, để hỏi về chuyện xin cho kha lão gia xuất viện về nhà tịnh dưỡng vậy nên trong phòng chỉ còn lại cha chồng và nàng dâu ngọ thấy diệp yến đang chăm chú gọt táo gần đó ông kha như nhớ tới chuyện gì ông liền cất giọng hỏi cô còn độ bao lâu nữa thì tới hạn cô định rời khỏi con trai tôi thiệt sao nghe cha chồng hỏi như vậy diệp yến ngẩng đầu nhìn về phía ông mắt của cô sáng rực. Dạ vâng thưa cha, còn độ một tháng nữa là tới hạn. Con định thưa với cha chuyện này nhưng mà dạo này cha bệnh, con chưa có cơ hội để thưa với cha. Ông Kha trước giờ đối với Diệp Yến luôn lạnh nhạt như vậy. Ông biết rõ là con trai ông thương Diệp Yến nhưng mà trong lòng ông ấy chỉ ưng Hà Hương làm con dâu thôi. Đối với Diệp Yến ông không có bao nhiêu là ưng ý. Ngược lại đôi khi còn thấy cực kỳ trướng mắt. Nhớ năm đó lúc con trai ông muốn cưới Diệp Yến làm vợ, ông phản đối nhiều tới cỡ nào. Nếu không phải vì ông mậu, nói rằng cứ để hai lâm cưới Diệp Yến, thì giàu có chết, ông cũng không bao giờ chấp nhận. Diệp Yến chỉ là con gái của một phường đào hát, làm sao mà xứng với con trai ông chứ? Hai bên không môn đăng hộ đối, bây giờ nghĩ lại, ông cứ cảm thấy bực tức trong lòng. Tâm trạng đã không được thoải mái Lại còn nhớ tới chuyện không vui Ông Kha Mắt cứ sách lên Ông quát nhỏ <laughs> Đúng là không ra cái giống ôn gì Lúc đầu thấy không môn đăng hộ đối Vậy mà thằng Lâm cứ cãi tôi Để cho bây giờ Nó mới sáng mắt ra Đàn bà mà đòi bỏ chồng Đúng là chỉ có cái phường sướng ca vô loài Mới dám có cái ý nghĩ khốn nạn như thế này Dừng một chút Ông Kha mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Yến. Ông tiếp tục quả trách cô. Cái loại đàn bà quái thai như cô, đáng lý, nên cút đi từ lâu rồi mới đúng. Càng nhìn thấy cô, tôi lại càng trướng mắt. Chắc là cô lang trạ ở đâu, nên mới muốn bỏ chồng chứ gì. Có phải không? Nghe nói thằng Ba Phong rót vốn cho cha má cô, mở lại gánh hát. Chắc là cô tòm tem với nó rồi. Có đúng không? Diệp Yến cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng. Cô dặn lòng là phải nhịn, phải nhịn để kế hoạch được suôn sẻ. Chứ từ lâu, cô chẳng ưa nổi ông cha chồng này bởi cái tính độc tài độc mồm độc miệng. Cũng không phải lần đầu tiên cô bị chửi nặng nề tới như vậy. Nhớ lại khoảng thời gian mấy năm làm dâu dưới ngôi nhà này, số lần cô bị cha chồng chửi chắc là gom đủ một bồ thóc lúa. Cố nhịn, cố nhịn, không nên cãi cha chồng. Diệp Yến cố tình coi như lời của ông Kha là gió thoảng mây bay. Chùi tai bên này, lọt hết sang tai bên kia. Mặc cho ông ấy có mắng có chửi gì thì cô cũng câm như hến. Để ông ấy mắng một hồi mỏi miệng thì tự ngừng thôi. Mà quả thực ông Kha bây giờ yếu hẳn rồi. Bình thường chắc ông có thể chửi oang oang được một buổi. Bây giờ chửi độ mấy câu thì ông mệt đứt hơi. Cuối cùng là hết nói nổi mà ngừng không chửi nữa chỉ là trong lòng của ông rất ghét diệp yến thành thử ông không muốn dòm tới cái mặt của cô vậy nên ông tiếp tục quát cô đuổi cô ra ngoài mày cút ra ngoài đi mày ngồi lì ở đây một hồi nữa thì mày không chết cũng là cái thân giàn này chết cút ra ngoài rồi kêu con hầu nó vào đây cho tao đúng là cái loại đàn bà chắc nết không biết thằng lâm mày cái ngữ mày ở đâu cút đi cút Ông Kha đuổi đi, Diệp Yến mừng còn không đặng, cô vội vàng đứng dậy, đặt dĩa trái cây cái dầm xuống bàn, sau đó đi tới chỗ để khăn túi, quàng khăn vào cổ, rồi cầm túi sách nhanh chóng bước ra ngoài. Tới cửa buồng bệnh, cô cũng không thèm đóng lại. Không phải chỉ có mình ông Kha trướng mắt Diệp Yến mà cô mới chính là người không ưa cái ông Kha này, chỉ thiếu điều muốn chửi lộn tay đôi với ông ấy mà thôi. Nếu không phải còn chưa tới hạn, cộng thêm cậu hai lâm tới ngọt nhạt, bảo cô đi thăm cha chồng, thì cô không thèm, lặn lội đường xá xa xôi, mà tới đây chăm sóc. Cô có lòng muốn làm trọn, đạo làm dâu mà ông Kha không thích thì thôi. Càng khỏe cho cô, cô không cần phải gồng mình đối mặt với cha chồng khó ăn khó ở. Diệp Yến ra khỏi buồng bệnh của ông Kha, cô vẫn nghe được tiếng chửi oang oang của ông ấy. Kể từ lúc ông ấy gia nhập nhà thương bệnh nhân nằm xung quanh không biết bao nhiêu lần than phiền bởi vì cha chồng cô luôn miệng chửi rùa suốt ngày nếu không phải cậu hai lâm nhiều tiền nhiều của đưa cho đốc tờ trong nhà thương thì chắc là ông kha bị đuổi cổ từ lâu lắm rồi người gì đâu mà hỗn hào mắc dịch cứ sơ hở là chửi làm mắng có khi còn đánh cả người ở người đâu mà không ưa nổi Đúng là không thể nào ưa được ông Kha. Nhớ tới những câu mắng chửi trước giờ của ông ấy, Diệp Yến càng nghĩ càng sinh hận. Cô không thèm đợi câu hai lâm trở về. Cô chỉ tới nói với người ở một tiếng, sau đó quàng khăn đi một mạch ra ngoài thương, đón xe về thẳng nhà. Đối với cô, cô đã nhịn cái nhà này nhiều lắm rồi, bây giờ cô không muốn nhịn thêm nữa. Nhịn nữa, lại hư hết lục phủ, ngũ tạng của cô sau khi về tới nhà cũng là chuyện của hơn một giờ chiều diệp yến vừa về đã đi tìm phú quý sau đó tắm rửa rồi dùng cơm mãi tới lúc cậu hai lâm trở về cô cũng không có ý nghĩ sẽ ra đón cậu nhưng trái ngược với diệp yến cậu hai lâm vừa về là đi thẳng tới buồng của cô cậu trước là viện cớ tới thăm phú quý sau đó mới ngọt ngào khuyên bảo diệp yến chuyện của cô và ông kha vào buổi sáng ngồi đối diện với cô Nhìn người con gái mà cậu yêu thương, cậu xuống nước khuyên bảo cô. Cha già rồi, lại có bệnh trong người, vậy nên tính nết khó chịu cọc cằn. Tính cha như vậy, nhưng không có gì ác ý. Em đừng đề bụng, đừng có giận cha tội nghiệp. Anh biết chuyện của em và cha, liền kêu sốt phơ, chờ anh về liền. Anh sợ em về nhà, lại uất ức tủi thân. Diệp Yến không ưa ông Kha, mà cô không còn ưa gì cậu Hai Lâm nữa Bởi vì càng ngày cô càng nhận ra rằng Cậu Hai Lâm này tính nết Cũng y chang ông Kha Chỉ thiếu cái độc mồm độc miệng thôi Chứ tính nết là y đúc nhau Từ lâu cô chết tâm trong lòng Bây giờ gần tới hạn rồi Cô coi như là hết tình hết nghĩa Lúc này cô không muốn nhẫn nhịn thêm Cô thẳng thắn Cậu hai đừng lo Em không có tuổi thân gì Bởi vì mấy cái lời nói khó nghe của lão ra Em nghe hoài rồi Đâu còn tâm trí Đâu còn hơi sức đâu mà giận chứ Diệp Yến à Em đừng nghĩ như vậy Mà khó chịu trong lòng Lúc cha thấy em về Cha có bảo anh đi kêu em Em đừng Diệp Yến nở một nụ cười nhàn nhạt Ánh mắt cô rõ lạnh lùng Cô cố tình cắt ngang lời của cậu Thôi 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 Cậu đi đường dài về chắc là mệt lắm rồi có phải không Cậu ra kêu Hà Hương Chuẩn bị nước tắm Với dọn đồ ăn nóng cho cậu ăn đi Chuyện của em với lão gia Cậu đừng có để bụng làm gì Bởi vì Em không thèm để bụng đâu Em tới thăm nuôi lão già như vậy Cũng là lần cuối Em được tận hiếu Lão già có mắng mỏ chút ít Thì đâu có sao chứ Em chịu được Bữa nay em đi đi về về Em mệt lắm Cậu về nghỉ ngơi đi Ngày mai còn đi làm Em nghỉ ngơi đây Dừng một chút Diệp Yến lúc này mới đứng dậy Cô đi ra tới cửa buồng Cười nói với cậu Em buồn ngủ lắm rồi Cậu hai về nghỉ ngơi đi À quên còn có chuyện này Độ một tháng nữa là tới hạn Cậu dáng nhịn chút thời gian Mà xử trí giấy tờ hưu thê Với nạp đơn lên tòa án đi Giấy tờ em chuẩn bị xong hết cả rồi Bây giờ cậu lấy luôn không Để em đưa luôn cho cậu Cậu hai lầm nghe như vậy đứng vội Cậu đi tới trước mặt Diệp Yến Vừa bất lực lại vừa lo lắng Vừa tức giận Lại vừa có quá nhiều cảm xúc được bộc phát ra trong con người của cậu cậu nhìn thẳng vào mắt diệp yến cha đang còn nằm nhà thương mà em vẫn không bỏ qua được chuyện này sao em thực sự muốn rời đi như vậy sao diệp yến em thấy lão gia khỏe lắm mà không tới mức như cậu nói đâu cậu hai ạ à? em biết cái bệnh này của lão gia là bệnh gì cậu hai hứa những gì với em cậu phải làm cho được cậu đã từng một lần thất hứa với em rồi cậu định bây giờ lại thất hứa với em nữa có phải không diệp yến vô cùng nghiêm túc và đầy kiên quyết nhìn thấy cô mạnh miệng như vậy ánh mắt của cậu hai lâm ẩn chứa sự phức tạp lời nói như bị chặn ngang trong cuống họng cậu nói trong đứt quãng nhưng anh anh không muốn em đi chẳng nhẽ em không hiểu thật sao em em không thể tha thứ cho anh được sao Hừm. cậu hai à nếu tha thứ được thì chẳng bao giờ có cái khế ước năm đó cậu đã biết kết cục sẽ không bao giờ thay đổi được cậu níu kéo để làm cái gì cậu giữ thân em ở lại đây có ích gì tâm em chết từ lâu rồi tình yêu và sự tin tưởng em dành cho cậu không còn nữa đâu cậu đành phải chấp nhận sự thật này đi cậu hai à lúc em gả cho cậu em cũng từng rất yêu cậu em rất tin tưởng cậu nhưng mà chắc là hai đứa mình không có duyên chỉ có thể đi được với nhau tới đây thôi Chắc cậu hiểu em mà, có đúng không? Nếu như cậu không xử trí chuyện ly dị cho em, em vẫn có thể đưa cái khế ước có chữ ký của cậu đưa cho Trang Sư. Người ta sẽ có cách bắt cậu phải cùng em ra tòa án để giải quyết chuyện ly hôn. Nhưng mà cậu thấy rồi đấy, một khi để Trang Sư đứng giữa để giải quyết thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Cậu hai lầm mà, em rất rất nhiều lần thất vọng về cậu. Bây giờ là lần cuối cùng em còn tin cậu. Mong cậu đừng làm cho em khổ sở vì cậu nữa. Em xin cậu đấy. Cậu hài lầm nghe tôi đây, ruột gan của cậu như thắt lại, vừa đau lòng mà vừa không cam tâm. Nhưng cậu không cam tâm thì cậu có thể làm được gì? Đã hơn 4 năm trôi qua mà cậu không thể làm cho Diệp Yến hồi tâm chuyển ý và muốn ở lại với cậu. Cậu quả thực là quá vô dụng. Diệp Yến nói đúng. Nếu cậu không chịu xử trí chuyện ly dị với cô, thì cô đều có cách để ép cậu phải xử trí. Nhưng mà cậu nào đâu muốn bỏ vợ. Cậu còn thương, cậu còn yêu Diệp Yến nhiều lắm. Cậu hài lầm nắm lấy tay Diệp Yến. Cậu khẩn khoản, vành mắt cậu đỏ rưng, nói nghẹn ngào như sắp khóc. Diệp Yến à, cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Một cơ hội nữa thôi chỉ một cơ hội thôi em biết anh thực sự rất rất thương em mà em bỏ anh đành đoạn như vậy sao yến diệp yến không còn cảm giác gì với chồng biết cậu hai như muốn níu kéo cô lần cuối nếu cô mà mềm lòng không nói rõ ràng thì vẫn còn dây dưa tiếp tục không dứt nghĩ vậy cô liền gạt tay cậu hai ra khỏi tay cô cô đặt tay lên vai cậu ánh mắt của cô tràn đầy quyết tâm cậu hai này cậu còn nhớ cái ngày em mất đi đứa con của chúng ta không cậu có nhớ là em đau đớn và mong mỏi cậu như thế nào không rồi đáp lại sự trở mong của em là gì nào chính là sự lãnh bạc của cậu cậu là nghe theo lời của lão gia mà thả để em tự sinh tự diệt trong buồng với con trời ơi em đau lắm cơn đau như cướp đi sinh mạng của em nhưng mà cậu nhất quyết không chịu vào thăm em dù một lần rồi cậu còn nhớ cái ngày cậu rước hà hương vào cửa nhà không cái khoảnh khắc cậu cười nói với hà hương rồi em biết hà hương có mang con của cậu em nhìn cậu cười tươi mà nước mắt em tuôn như mưa lúc đó cậu có tới dỗ dành em không cậu có tới ôm em vào lòng cậu không cậu có đến nói rằng yêu em thương em không không có có đúng không có phải không Dừng lại một chút, Diệp Yến lau nước mắt, cô khịt mũi, nghẹn ngào nói tiếp. Cậu từng thề hẹn với em cái gì? Cậu có còn nhớ không? Cậu từng thề là chỉ cưới duy nhất một mình em, chỉ thương một mình em. Dẫu cho con nghèo khổ, bệnh tật, cậu luôn luôn chung thủy với một mình em. Nhưng thực sự là như thế nào? Cậu có em, cậu có Hà Hương, cậu có Ngọc Quyên. Sắp sửa lại có thêm Ngọc Nga lời hứa năm xưa cậu đâu có nhớ có đúng không cậu em biết đàn ông là loại người không trung thủy nhất em biết đàn ông có tiền có quyền thì càng không thích trung thủy vậy nên suốt từng ấy năm tới giờ em chỉ trách cho số phận em bạc bẽo chứ em nào dám trách cậu một câu bởi thực ra cậu nào có thương em nhiều như cậu nghĩ cậu chẳng qua là thấy trong lòng có lỗi vì không giữ chọn được lời hứa với em thôi chưa còn tình yêu cậu dành cho em ấy à? đều là do cậu muốn ngộ nhận, làm gì yêu đâu. cậu hai lâm nghe diệp yến nói mà lòng cậu nóng gian, tay chân căng cứng, cậu nghẹn họng không nói thêm được lời nào. chỉ là diệp yến nói đúng, rõ ràng là cậu đã từng phụ bà cô như thế, vậy mà trong suốt từng ấy năm cậu mới luôn cảm thấy có lỗi với cô, cậu muốn hàn gắn lại với cô bởi vì lương tâm cậu luôn luôn cắn dứt trước kia lúc thiếu tiền thiếu quyền thì xem nhẹ chữ tín xem nhẹ tình yêu lúc có tiền có quyền rồi lại muốn đi tìm một thứ tình yêu đích thực nhưng mà rõ ràng là cậu có yêu ai thực lòng đâu cậu tham lam quá cậu sai quấy quá bây giờ cậu trách ai được cậu trách diệp yến không hiểu cho lòng cậu sao <laughs> có thể nào trách được cô sao không thể nào diệp yến thở dài một hơi cô chút được tâm sự coi như nhẹ tấm thân cô thu tay về chỉ đối mắt với cậu hai lâm ánh mắt của cô sáng rực cũng là thực tâm thực tình mà khuyên nhủ cậu hai lần cuối cậu hai lâm cậu ở với em tự trọng em cảm nhận là em chưa hề làm điều gì sai quấy với cậu sai quấy với cái ngôi nhà này em biết là cậu thương em em biết lỡ cậu luôn dai dứt và thấy có lỗi về, nhưng em từ lâu không còn hờn trách gì cậu. Cậu hiểu ý em chứ? Hai đứa mình có duyên nhưng hết nợ. Âu như vậy cũng là duyên là số, do ý trời. Sau này không còn là vợ chồng của nhau, nhưng chúng ta có thể làm bạn của nhau. Như vậy cũng rất tốt rồi. Em cảm ơn cậu, cảm ơn cậu trong từng ấy năm luôn thương em, lo nghĩ cho em nhiều như vậy. Cậu đừng buồn giàu về em làm gì. Rồi em sẽ tốt thôi. Cậu cũng sẽ tốt thôi. Chỉ là hai chúng ta không tốt cùng nhau. Cảm ơn cậu. Hai tiếng cảm ơn Diệp Yến nói ra nhẹ nhàng nhưng lại làm buốt giá trái tim của cậu Hai Lâm. Mãi cho đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng cậu đã sai với Diệp Yến nhiều như thế nào. Bởi vì sự đau khổ của cậu lúc này chính là sự đau thương dày xéo tâm can của Diệp Yến trong từng ấy năm qua. Cậu phụ bà cô, cậu làm khổ cô, cậu giết chết tình yêu của cô dành cho cậu. Là chính cậu đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này. Là chính cậu mà nên. Khả lão gia được xuất viện về nhà. Thực ra thì bệnh tình của ông ấy cũng không tới mức không thể nào chữa trị. Đều là dạng tâm bệnh thôi. Mà đều là bệnh khó ở của người già Ai mà chẳng biết ông Kha là muốn dùng sức khỏe của mình để ép cậu Hai Lâm phải nghe lời ông không được nạp Ngọc Nga vào nhà. Chưa còn bệnh nặng gì đó, quả thực là không tới nỗi. Ngọc Nga thời gian này sống trong nhà bá hộ Kha như một cây bóng, không hề thấy cô ấy xuất hiện bên ngoài giống như trước. Chỉ thấy đúng bữa là có người ở đem cơm cúng tới trong buồng của Ngọc Quyên, chỗ mà Ngọc Nga đang ở. Thì thoảng cậu Hai Lâm ghé qua một chút, và không thấy cậu nán lại quá lâu trời đã về khuya diệp yến thay đồ xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài lúc này lại nghe có tiếng gọi cửa cô ngồi trên giường nghe thấy bên ngoài có giọng nói dịu dàng của ngọc nga vang lên cô ngạc nhiên liền đứng dậy ra ngoài mở cửa diệp yến mời ngọc nga vào trong để nói chuyện nhưng ngọc nga lại từ chối đối diện với ánh mắt khó hiểu của diệp yến ngọc nga nói trong ngập ngừng dạ thưa mợ hai, à, tôi có chuyện này không biết con nên nói cho mợ biết hay không. nghe ngọc nga nói như vậy, diệp yến vừa ngạc nhiên mà vừa tò mò. cô nhìn ngọc nga hỏi ngay. ngọc nga này có chuyện gì vậy? cô cứ nói đi, không cần phải khó xử với tôi. tay ngọc nga nắm vào nhau, cô nhìn diệp yến trong ánh mắt như có thứ gì đó vô cùng lo lắng và bất an. phải một chốc sau. Ngọc Nga mới lên tiếng. Thực ra tôi... Tôi không phải là cố tình muốn ở lại đây để được làm vợ bé của cậu hai đâu mà. Mà thực sự... Tôi biết cái chết của chị tôi có ẩn khúc. Cho nên tôi tôi mới ở lại. Mợ hai à? Mợ phải giúp tôi. Giúp tôi đòi lại công bằng cho chị tôi. Chỉ có mợ thôi. Chỉ có mợ khuyên cậu hai. Thì cậu hai mới chịu giữ tôi lại. Diệp Yến quả thực rất ngỡ ngàng. Cô tròn mắt nhìn Ngọc Nga, không biết nên giấu khó xử này vào đâu cho hết. Mặc dầu rất ngạc nhiên với thông tin mà mình vừa mới tiếp nhận. Thế nhưng ngay từ đầu, cô quyết định rồi, không can thiệp vào chuyện của Ngọc Nga và cậu hai. Vậy nên bây giờ, cô chỉ có thể từ chối Ngọc Nga. Ngọc Nga này, mặc dầu tôi rất thương xót cho cái chết đột ngột của Ngọc Quyên. Nhưng mà, bữa tối hôm đó, tôi có mặt. Lúc mà chị cô qua đời, thực sự không có gì ẩn khuất. Mà nếu thực sự có ẩn khúc thì tôi... Tôi không thể nào trả thù cho chị của cô được. Ngọc Nga này, chắc là cô nghe chuyện của tôi rồi phải không? Tôi sắp rời khỏi đây. Tôi chờ cơ hội này từ rất lâu rồi. Thế nên tôi không giúp được cô đâu. Thứ lỗi cho tôi. Diệp Yến còn chưa dứt lời thì Ngọc Nga chen vào biểu hiện của cô ta rất nôn nóng và lo lắng. Ngọc nga giống như là nhìn thấy cơ hội sống của bản thân mình dần dần mất đi, vậy nên cô ấy mới gấp gáp, tới vội vàng như vậy. Mà những gì Ngọc nga vừa nói sau đây cũng làm cho Diệp Yến phải bất động. Mợ hai à, chị tôi trước khi chết đã cảm nhận được thứ gì đó. Chị tôi từng nói với tôi, nếu con của chị tôi mất, vậy thì chỉ có thể là có người hại thôi. Mà chị tôi còn nói Người hại chị tôi rất có thể là người năm đó. Hại chết con của mợ. Mợ hai ơi, tôi nói thật. Mợ tin tôi đi. Mợ giúp tôi đi mà. Mợ giúp tôi đi mà mợ. Diệp Yến suy nghĩ suốt đêm về lời nói của Ngọc Nga. Ngọc Nga nói con của Ngọc Quyên bị mất là do có người hãm hại. Cô ấy còn nói con của cô năm đó mất cũng chính là do người đã hại mẹ con Ngọc Quyên ra tay ngọc nga chỉ nói suôn như vậy chứ không đưa ra được bằng chứng nào ấy vậy mà diệp yến lại suy nghĩ suốt đêm cứ trằn trọc suốt đêm chuyện đứa nhỏ của cô bị mất năm đó vẫn luôn là một nút thắt mãi mãi không tháo gỡ được trong lòng cô chỉ cần ai đó chạm nhẹ tới một chút thôi là lòng của cô lại đau đớn vết thương lại như rỉ máu mặc dầu cô biết ngọc nga này cũng chưa chắc là người ngay thẳng nhưng những gì mà cô ấy nói lại chạm tới điểm máu chốt trong lòng cô. Nhưng những gì mà cô ấy nói, liệu có đúng không? Nếu đúng thực con của cô năm đó là bị người ta hại thì sao? Cô phải trả thù cho con cô. Có đúng không nào? Cô phải trả thù cho đứa con đáng thương của cô. Một đêm mất ngủ trôi qua, dạng sáng mặt trời vừa ló dạng, Diệp Yến đi tới chỗ của Vũ Lan, Ngọ thấy Diệp Yến tới, Vũ Lan đang nấu đồ ăn sáng, liền giật mình. À, mợ hai, à, mợ nói bụng chưa? Để Vũ lấy đồ ăn sáng cho mợ ăn trước. Sao ngó bộ trong mặt mày của mợ xanh sao quá vậy? Bộ, mợ bị bệnh gì trong người sao? Diệp Yến vì bị thiếu ngủ một đêm, nên trong cô phờ phạc hốc khác như người bị bệnh. Chỉ là đầu óc của cô vẫn vô cùng minh mẫn. Dạ, con không đói. Con không có bệnh gì trong người đâu vú. Do là cả đêm con ngủ không ngon Nên hơi đờ đẫn một chút Vú này Con có chuyện này Muốn hỏi vú Vú bước ra đây Con hỏi chút chuyện Vú Lan quả thực rất ngạc nhiên Trước biểu hiện lạ lùng này của Diệp Yến Nhưng bà vẫn rất nghe lời cô Diệp Yến vừa nói Thì bà bỏ luôn công chuyện còn đang giang dở Mà theo cô ra một góc vườn Để hai người nói chuyện với nhau Nghe những gì mà Diệp Yến hỏi Vú Lan vừa sửng sốt Cũng vừa tò mò bà phải mất một chốc sau mới có thể trả lời cô chuyện chuyện năm đó bây giờ mợ hỏi thì vú mới thấy à, là chuyện năm đó mợ xảy thai rất giống với mợ tư quyên nhưng mà năm đó lúc mợ có thai vú chăm sóc cho mợ kỹ càng lắm nếu quả thực là có người hại mợ thì mợ hai à vú chưa từng có ý nghĩ làm hại mợ đâu năm đó mợ mất đi đứa nhỏ vú buồn lắm mợ hai à thế nên diệp yến biết tấm lòng của vú lan dành cho cô chứ cô không hề có sự nghi ngờ vú lan chẳng qua là cô muốn hỏi vú lan xem vú có tình nghi ở điểm nào hay không mà thôi bây giờ nghe vú suốt ruột như vậy diệp yến thấy lòng mình nóng ruột theo cô lên tiếng chấn an dạ thưa vú con luôn tin tưởng vú bữa nay con chỉ hỏi vú thôi chưa con có nghi ngờ gì vú đâu Vũ cứ an trí tự dưng tối qua con nằm mơ thấy đứa nhỏ của con nó hiện về nó khóc đấy rồi thấy ngọc quyên cũng hiện về lòng con xót xa lắm con tự dưng sinh nghi ngờ vậy nên mới sáng sớm con nhịn không được mà chạy tới đây hỏi vú xem vú có thấy nghi ngờ giống con hay không năm đó con gà về đây vú là người thương con nhất con chỉ tin tưởng mình vú thôi mợ hai này Vậy mợ nghi ngờ năm đó có người hại má con mợ sao? Mợ đang nghi ai? À, cô phải mợ nghi mợ ba không? Với câu hỏi ngập ngừng này của Vũ Lan, Diệp Yến không biết trả lời thế nào. Tinh thần đang sôi sùng sục của cô đột nhiên bị kéo xuống. Ánh mắt của cô dần hiện lên sự phức tạp. Con không biết nữa Vũ ơi. Chỉ là con thấy Hà Hương chắc không làm ra chuyện này. Sao mợ lại nghĩ vậy? Vũ thấy nếu như năm đó, có người hài mẹ con mợ, thì người đó chắc chắn chỉ có thể là mợ ba mà thôi. Chứ sau khi mợ ba sinh cô chủ nhỏ, thì mợ tư mới về. Mà mợ tư cũng bị xảy thai giống mợ. Chắc chắn là không phải do mợ tư làm rồi. Diệp Yến cũng biết là như vậy. Cô cũng không nghi ngờ gì Ngọc Quyên. Nhưng linh cảm của cô cho hay, cô không nghĩ Hà Hương lại dám ra tay hại mẹ con cô. Hà Hương tuy tính tình kiêu ngạo, nhưng sống chung với cô ấy dưới một mái nhà, thì cô mới biết cô ấy chỉ là một người nhát gan. Ngoài chuyện hay ra vẻ chủ mẫu, với thích làm trận làm thượng với cậu hai gia, thì mở ba chỉ là một người đàn bà, chân yếu tay mềm. Mà năm đó lúc cô xảy thai, Hà Hương mới được đưa về. Một người mới như vậy, chưa đủ tay chân để hãm hại cô một cách khéo léo và thủ đoạn như vậy nghĩ nghĩ diệp yến buông tiếng thở dài hà hương tuy luôn thích đối nghịch với con nhưng mà cô ấy không có cái gan này đâu vú hơn nữa năm đó con có mang cô ấy cũng có mang mà con không nghĩ là hà hương lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy với mẹ con con thế bây giờ mợ hai à mợ tính thế nào con chưa biết Để con suy tính thêm Năm đó sức khỏe của mợ Cũng không phải là tốt Bà mụ nói mợ là thai yếu từ trong bụng mẹ Nếu sinh ra được Thì chưa chắc là nuôi được đứa nhỏ Mà thú thực Là sức khỏe của mợ năm đó Không được tốt cho lắm Vậy nên chuyện mợ mất đứa nhỏ Vú cũng không nghi ngờ gì Bây giờ mợ đột nhiên sinh nghi ngờ Vú muốn giúp mợ Mà không biết phải giúp làm sao vũ bất lực lắm mợ hai ơi diệp yến càng lúc càng mông lung cô thêm một lần nữa lại thấy đi vào ngõ cụt không biết phải suy nghĩ theo hướng nào để có thể gỡ được khúc mắc trong lòng cô cô cứ luôn có một cảm giác đứa nhỏ của cô không thể tự nhiên mà ra đi như vậy được nhưng bảo cô nghi ngờ ai thì cô lại không biết và cô không biết phải bắt đầu điều tra lại mọi chuyện như thế nào chuyện đã qua gần năm năm rồi để nhớ lại cũng là chuyện khó khăn bào nhớ từng chi tiết cặn kẽ cô thú thực cô làm không được nói thêm với Vũ lan mấy câu nữa diệp yến cũng liền rời đi cô muốn về buồng để suy ngẫm thêm muốn tự mình tháo gỡ nút thắt trong lòng mình cô hiểu rất rõ chuyện này chỉ có cô mới có thể giải quyết được chỉ có linh cảm của cô mới có thể giúp cô tìm ra được sự thật bị ẩn giấu trong suốt mấy năm vừa qua chỉ có cô mới có thể giúp cô được thôi hôm nay nhà ông kha có dỗ từ sớm trong nhà đã giết gà mổ heo để chuẩn bị đãi tiệc khách khứa cậu hai lâm còn cho mời sư thầy trúc khanh tới để lập đàn làm lễ cầu siêu cho vong linh tổ tiên đã mất lễ dỗ long trọng vô cùng diệp yến thân là dâu trường từ sớm cô đã có mặt từ trong từ đường để cùng với cậu hai lâm cùng với ông kha quỳ lạy tạ ơn tổ tiên. Mặc dù ông Kha không ưa cô, nhưng mà nói gì thì nói, cô vẫn là con dâu trưởng của nhà này. Hà Hương, dẫu được thương hơn cô, nhưng mà cô ấy là thiếp, cô là tránh thê. Thứ bậc của cô vẫn cao hơn Hà Hương một thân người. Hơn hai canh giờ trôi qua, Diệp Yến quỳ suốt ở từ đường để làm đủ các nghi lễ cúng bái. Lúc đứng dậy, hai chân của cô run run, phải có người đỡ, thì mới có thể đứng dậy. Ngồi trên ghế Diệp Yến nhìn sư thầy Trúc Khanh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Bởi vì đối với cô, sư thầy Trúc Khanh đã có một cái tỳ vết không có cách nào xóa bỏ được. Thật không dám nghĩ sư thầy Trúc Khanh vậy mà lại đồng lõa với cậu Hai Lâm trong vụ của Phú Quý. Đúng là quá thất vọng. Thời gian khách giờ đón khách đang còn dài. Sư thầy Trúc Khanh được giữ lại trong phòng khách để một lát nữa dùng tiệc rồi mới ra về lúc này ông kha đang bận rộn cùng với sư thầy trúc khanh và cậu hai lâm đàm đạo chuyện đời diệp yến cảm thấy cô ngồi đây quá mức dư thừa nên xin phép xuống bếp coi sóc chuyện bếp núc chỉ là lúc diệp yến vừa mới đứng dậy định bước ra ngoài thì đột nhiên có người chạy ù tới còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì diệp yến đã nhìn thấy ngọc nga quỳ dạp giữa phòng khách nước mắt ngắn nước mắt dài cô ấy dập đầu về phía sư thầy trúc khanh cứ như vậy mà van xin thưa sư thầy giúp con giúp con giải oan cho cái chết oan ức và tức tuổi của chị con chị con chết chưa được bốn mươi chín ngày chị còn chết oan lắm chị con bị người ta hại xin thầy giúp con sư thầy trúc khanh ngạc nhiên kha lão gia và cậu hai lâm cũng ngạc nhiên không kém vẫn là ông kha xử lý nhanh chóng ông chỉ tay vào ngọc nga và quát lớn Sức láo hỗn xược mày hồ lồ loạn ngôn ngữ cái gì ở đây bay đâu mau kéo con bé này ra ngoài làm sao dám để cho nó chạy vào đây nói năng điên khùng như vậy hả gia đình đâu rồi Mau kéo con nhỏ này ra ngoài ngọc nga sợ hãi lắm cô ấy vội vàng đi bằng hai đầu gối tới trước ghế ngồi của sư thầy trúc khanh Cô ấy kêu lên trong rối rít và hoảng sợ. Xin thầy, xin thầy giúp đỡ cho chị con. Đêm nào chị con cũng hiện về, rồi nói là chị con bị oan, có người hại chị con. Chị con chết một xác hai mạng, oan uổng lắm thầy ơi. Xin thầy thương xót, giải oan cho chị con. Xin thầy, con xin thầy. Chỉ cần thầy giúp cho chị con, thầy muốn con làm trâu làm ngựa gì cho thầy con cũng làm. Con xin thầy ông kha tức giận lắm rồi ông đứng dậy định đá cho ngọc nga một cái thì đột nhiên lúc này sư thầy trúc khanh liền ra tay ngăn lại sư thầy trúc khanh đứng dậy đỡ lấy tay của ngọc nga thầy nhìn ngọc nga bằng ánh mắt thấu hiểu cô gái đừng có quỳ cái dập đầu này tôi không nhận nổi đâu thôi được rồi có gì đứng dậy từ từ nói từ từ nói nào chỉ cần là có vong linh bị chết oan uổng tôi sẽ giúp đỡ hết lòng Cô gái không cần phải lo lắng, cứ đứng dậy trước đi. Ông Kha có chút bất mãn, ông ta không hài lòng, liền nói với sư thầy trước khanh. Thưa thầy, không cần vải. Ấy, Kha lão già, đừng có ngăn tôi. Chuyện cứu giúp chúng sinh là chuyện mà tôi nên làm. Hơn nữa tôi rõ ràng là có cảm nhận được ở trong ngôi nhà này có oán linh còn chưa được siêu thoát. Lần này, tới đây và lần trước tới đây cảm giác rất khác nhau cứ tưởng là do tôi nhìn nhầm không ngờ quả thực là có chuyện oan khuất những lời mà sư thầy trúc khanh vừa nói rõ ràng làm cho tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều cảm thấy sửng sốt nhất là cậu hai lâm cậu như không tin vào tai mình thưa thầy chuyện này là sao chứ thực sự trong nhà con có vòng linh chết oan sao là ngọc quyên thật sao Sư thầy Trúc Khanh không trả lời. dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, thầy chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó như nhìn ngó thứ gì đó, khoảng trường một chốc sau, thầy mới quay vào bên trong phòng khách. Ngay lúc này thầy mới nhìn tới Ngọc Nga. Giọng của thầy văng lên văng vẳng. Cô gái, chị cô là chết oan, là bị người ta yểm hại. Muốn tìm ra hung thủ cũng không khó đâu. Tôi sẽ giúp cô nói dứt câu sư thầy trúc khanh lúc này mới nhìn sang lão gia và cậu hai lâm dưới những ánh mắt hoang mang của bọn họ thầy nhắm mắt lại nhưng lời nói của thầy lại phát ra cực kỳ nghiêm túc xin phiền lão gia và cậu hai đây cho người đi tra khảo và lục soát tất cả buồng ngủ trong nhà kẻ yểm hại chị của cô gái này đang còn giữ thứ đó trong buồng và tôi tôi có thể nhìn thấy được Hình nhân thư yếm, người tên Ngọc Quyên, được đặt trong một hộp gỗ màu đen. Bên ngoài có dán hai lá bùa màu vàng, có máu phong ấn ở giữa hai lá bùa. Hộp gỗ đó được đặt dưới đáy tủ bàn phấn, bên ngoài được phủ một lớp khăn lụa màu đỏ giống như máu. Nằm trong căn buồng, ở phía tây của ngôi nhà. Cậu hai Lâm nghe xong, ánh mắt của cậu đậy nghi vấn. Căn buồng ở phía tây ngôi nhà này sao? tức là gần với đình nghỉ mát sao đúng như vậy thưa cậu nhanh lên mau cho người lục soát đi kẻo đồng lõa của kẻ đó phi tang chứng cứ nhanh lên nhanh lên cậu hài lầm bị sự nghiêm trọng của thầy trúc khanh làm cho mình hoảng hốt cậu liền đi ra ngoài quát lớn rồi sai bảo gia đinh tỏa đi lục soát cũng không quên sai sử quan gia cho mọi người tập trung hết ở trong nhà để tránh cho bọn họ bứt dây động rừng chỉ là sau khi sai sửa người đi lục soát lúc quay trở vào phòng khách cậu hai lâm đột nhiên nhìn về phía diệp yến bằng một ánh mắt tràn ngập nghi ngờ ánh mắt này của cậu làm cho diệp yến rét run cả người cô không tự chủ được mà lùi về sau cũng là hoảng loạn mà ngồi bịch xuống ghế căn buồng ở phía tây ư đó là buồng ngủ của cô ở đó chỉ có một căn buồng của cô là có bàn phấn thôi làm sao có thể chứ cô làm sao có thể giấu hình nhân yểm bùa ngọc quyên được chuyện này rút cuộc là thế quái nào đây diệp yến suy nghĩ nhất thời tiến thái lưỡng nan cô đi không được mà ngồi không xong trong lòng cô luôn có cảm giác vô cùng lạ lẫm mỗi khi cô nhìn về phía sư thầy trúc khanh cô luôn cảm thấy bất an vô cùng bất an đến lạ thường trong lúc diệp yến đang còn không biết phải làm gì thì gia đình lúc này đột nhiên đùng đùng kéo tới. Một trong số đám gia đình có một người đang ôm một cái hộp gỗ, phía trên có một tấm vải màu đỏ như máu, giống hệt như mô tả vừa nãy của sư thầy Trúc Khanh. Người nọ đi nhanh vào trong phòng khách, đặt hộp gỗ xuống giữa phòng, người nọ cung kính và bẩm báo. Dạ thưa lão gia, thưa cậu hai, tôi tìm được thứ này ở dưới bàn phấn trong căn buồng ở phía tây. Căn buồng này chính là buồng ngủ của mợ hai. Thưa lão gia và cậu hai à? diệp yến hai chữ diệp yến được gầm lên từ trong miệng của cậu hai lâm như rút đi hồn phách của cô cô nhíu chân mày nhìn về phía cái hộp gỗ được đặt giữa phòng khách trong mắt cô là một vẻ khiếp sợ không có cách nào có thể giấu đi được tại sao tại sao lại tìm thấy thứ này trong buồng của cô là ai là ai cố tình hãm hại cô chứ diệp yến hoàn toàn không dám tin vào tai mình không dám tin vào mắt mình cô cứ ngồi đó nhìn vào chiếc hộp gỗ được đặt dưới nền nhà tâm tình hỗn loạn tới mơ hồ cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô bị hàm oan như vậy cô quả thực chưa hề nghĩ tới tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc hộp gỗ được phủ một lớp khăn màu đỏ như máu ông kha là người đầu tiên đi tới cầm chiếc hộp gỗ lên và xem xét dưới sự hoang mang tò mò của tất cả mọi người Ông ta tháo chiếc khăn màu đỏ xuống. Ông đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. Hình ảnh hai lá bùa màu vàng được phong ấn bằng máu ở giữa quá trói. Làm cho ai ai cũng kinh ngạc giết lên đầy sừng sốt. Cũng vào ngay lúc này, sư thầy Trúc Khanh liền chấp hai tay trước ngực. Thầy khẽ nhắm mắt, từ bi mà niệm Phật. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Khả lão ra giận lắm, Ông hết nhìn hộp gỗ rồi lại nhìn tới sư thầy Trúc Khanh. Ông như nén lừa giận. Thưa thầy, bây giờ, bây giờ phải làm sao? Sư thầy Trúc Khanh vẻ mặt nghiêm trang. Thầy chậm rãi, thưa với ông Kha. Hừm. Còn có thể làm sao? Người chết cũng bị hại chết rồi. Hiện giờ chỉ có thể giải yểm, rồi lập đàn giải oan cầu siêu. Cầu cho người chết được siêu xanh tịnh độ nhanh chóng được đi đầu thai chuyển kiếp làm người, không còn phải chịu đau đớn tủi hờn. Nhưng thông thường người chết do bị thư yếm yểm bùa thì rất khó mà đi đầu thai, bởi vì họ còn mang oán niệm, phải mất một thời gian dài cầu siêu tích phúc đức thì may ra mới có thể giúp được họ. Dừng lại một chút, sư thầy Trúc Khanh liền nhìn về hướng của Diệp Yến, ánh mắt của thầy hiện lên sự chán ghét, khinh miệt. <laughs> Tôi thực sự không dám nghĩ một người bề ngoài lương thiện như mợ hai đây mà lại làm ra những chuyện tàn ác như vậy. Loại người độc ác yểm hại chết người khác một khi chết rồi thành ma sẽ bị đọa đầy xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được siêu thoát đâu. Sư thầy Trúc Khanh vừa mới dứt lời Ngọc Nga không nhịn được mà điên cuồng nhào về phía Diệp Yến cô ta vùng tay đánh tới tấp vào người của Diệp Yến vừa đánh vừa chửi vừa mắng những câu từ thậm tệ tới khó nghe. Mà Diệp Yến vì không phòng ngừa kịp, nên cô bị đánh trúng khá nhiều, cô không đánh trả được bao nhiêu, chỉ có thể ôm đầu chống chế. Giật may lúc này người ở liền đi tới và can ngăn. Một đám người kéo Ngọc Nga ra ngoài, giải vây giúp cho Diệp Yến. Nhìn Diệp Yến đầu tóc rối bời, bà Trúc giúp cô sửa sang lại tóc, bà chất vấn. Có chuyện gì từ từ nói nào? Làm gì mà hành hung đánh người như vậy chứ Ngọc Nga được người ở giữ chặt Cô ta vẫn rất hung hăng Hai mắt trợn trừng uất ức mà kêu gào Còn gì để nói đây Chính nói yểm nhìn Yểm hình nhân hại chết chị tôi Hại chết cả cháu tôi Nhân chứng vật chứng có đủ Các người còn muốn nói cái gì đây Các người muốn giúp nó có phải không Các người có biết chính nó Là kẻ hại chết máu mù của các người không Các người có nhìn thấy không Diệp Yến ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Nga. Cô đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, cố gắng hết sức để giải oan cho chính mình. Tôi không làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế này. Tôi không biết vì sao cái hộp gỗ này lại xuất hiện trong buồng ngủ của tôi. Nhưng tôi dám thề, tôi không làm. Tôi không biết thư yếm người khác, càng không có lý do gì để tôi thư yếm Ngọc Quyên. Là có kẻ hãm hại tôi. Hãm hại cả Ngọc Quyên. Ngọc Nga tức giận vùng vẫy. Cô ấy gào lên để đối chất với Diệp Yến. Mày vừa nói cái gì? Mày không làm ra chuyện này. Vậy thì mày giải thích cái hộp gỗ này ở đâu mà có? Nếu như hôm nay không có sư thầy Trúc Khanh tới đây giúp, vậy thì mày còn giấu cái hộp gỗ này tới bao giờ? Hộp gỗ được tìm thấy trong buồng ngủ của mày. Bây giờ mày nói mày không làm. Mày nói như vậy. Mày muốn tao tin mày sao? Nằm mơ đi! Ngọc Nga này, tôi và ngọc quyên từ trước tới giờ không thủ không oán tôi chuẩn bị rời khỏi cái ngôi nhà này rồi vậy thì nguyên cớ gì lại khiến cho tôi phải làm hại ngọc quyên chứ ngọc quyên chết con của ngọc quyên chết thì cô lợi lộc gì cho tôi tôi biết là cô đang kích động thương xót cho chị gái mình nhưng cô suy nghĩ lại đi tôi tội tình gì phải hại người rồi sau đó hại chính bản thân tôi hoặc giả sử nhé cứ cho như lời cô nói tôi hại ngọc quyên đi vậy tại sao tôi không đem cái hộp gỗ này đi chôn ở đâu đó mà lại giấu trong buồng ngủ của mình cô nghĩ rằng tôi ngu ngốc tới mức tự đào hố chôn mình sao nếu như tôi có ác tâm hại người thì tôi không ngu tới như vậy rõ ràng là có kẻ nào đó hãm hại và vu khống cho tôi cậu hai lâm im lặng từ nãy tới giờ lúc này sau khi nghe diệp yến nói như vậy cậu mới nghiêm giọng lên tiếng. Diệp Yến nói đúng, mọi người cứ bình tĩnh suy xét. Bởi vì trong chuyện này tôi thấy có rất nhiều điều khuất tất. Nhưng Ngọc Nga lại không cho như vậy. Cô ấy chỉ tin vào vật chứng ở trước mặt mình. Cô ấy kêu lên như là kêu oan cho Ngọc Quyên vậy. Vành mắt đỏ hoen. Ngọc Nga hướng về phía cậu Hai Lâm mà kêu gào. Cậu Hai, cậu nói như vậy là không công bằng với chị em. Rõ ràng là tìm thấy cái hộp gỗ này ở trong buồng của nó, thế mà cậu còn không tin là nó hại chết vợ con cậu. Cậu hai ơi là cậu hai, là một xác hai mạng, chính con quỷ này nó giết chết con của cậu, là con của cậu, là giọt máu của cậu. Cậu không thương chị em sao? Nếu thế thì cậu phải thương con của cậu chứ. Nó là một đứa bé trai, chính là con trai của cậu. Diệp Yến ngó thấy được sự lung lay trong ánh mắt không kiên định của cậu hai. Lòng cô kêu lên lột bột vài tiếng. Cô cảm thấy bữa nay cô khó lòng mà thoát được vụ án oan này. Những gì cần nói cô nói hết cả rồi. Nếu như bọn họ thực sự không tin thì cô không còn cách nào khác. Sự chuyện đúng là diễn biến quá nhanh. Cô là tình ngay lý gian dẫu coi chăm cái miệng thì không thể nào cãi được. Sư thầy Trúc Khanh lúc này đi tới, nhìn vào chiếc hộp gỗ. Thầy không mở hộp gỗ ra ngay, mà làm phép, đọc mấy câu thần chú gì đó, sau đó mới dám mở chiếc hộp gỗ này. Bùa dán phong ấn trên hộp gỗ được xé ra, mở khóa hộp gỗ, bên trong liền hiện ra một hình nhân bằng vải và bị cấm chi chít kim may ở trên bụng, mà ở ngay sau lưng hình nhân còn ghi rõ họ tên ngày tháng của người bị hại. Và chính là tên tuổi của Ngọc Quyên. Lúc này sư thầy Trúc Khanh liền không nhịn được mà cảm thán kêu to. Trời ơi, tàn nhẫn quá! Là một thi thể hai mạng. Bảo sao trong nhà này lại ngó thấy oán khí nặng nề như vậy? Già tài quá tàn nhẫn. Mợ hai à? Mợ quá thâm độc rồi. Tội ác này quá tày trời. Rồi mợ phải nhận quả báo thôi chắc chắn sẽ nhận quả bão thôi vật chứng được phanh phui trước mắt bàn dân thiên hạ lại nghe lời phán của sư thầy trúc khanh ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn diệp yến liền khác hẳn như là có gì đó rất phẫn nộ tới ngay cả bà trúc cũng không nhịn được mà nghi ngờ diệp yến yến à con con có làm ra chuyện này không con khai thật với mọi người đi Diệp Yến lắc đầu, tay cô siết chặt thành nắm đấm, rất muốn giải oan cho mình nhưng cô lại không biết phải nói gì. Bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ, mọi thứ đều bất lợi với cô. Cô phải giải thích làm sao đây? Liệu rằng ai còn tin cô chứ? Ngọc Nga nhìn thấy thình nhân của chị gái mình. Cô ấy đau đớn quỳ dạp xuống đất, nước mắt chảy dài trên gương mặt diễm lệ. Cô ấy ôm lấy chân của cậu Hai Lâm, cứ như vậy khóc than. Cậu hai ơi, cậu hai ơi, cậu phải lấy lại công bằng cho chị em. Chị em là mang thai đứa con của cậu, là con của cậu. Chị em chết oan uổng như vậy, bị độc phụ hại chết như vậy. Cậu phải đòi lại công bằng cho mẹ con chị ấy. Cậu hai à, cậu không thể bỏ qua chuyện này được. Ông Kha im lặng suốt từ nãy tới giờ, lúc này ông cũng không nhịn được mà đập bàn quát lớn. <laughs> Đúng là quá tàn độc. Ngôi nhà này không thể nào chứa chấp được loại con dâu tàn nhẫn như nó. Giết! Giết nó! Bêu đầu thị chúng cũng chưa chắc đòi được công bằng cho mẹ con Ngọc Quyên. Đúng là khốn nạn. Mày là độc phụ! Mày là độc phụ! Tất cả các mũi dao, tất cả những sự bức xúc, những tức giận, những sự phẫn nộ ốt hận của mọi người đều dồn hết lại về phía Diệp Yến. Ngay vào khoảnh khắc này, Diệp Yến giống hệt như một cây khô giữa đồng, một mình cô chống chọi lại với một cơn bão lớn và cô không biết kết cục của mình sẽ đi về đâu vật chứng được tìm thấy trong buồng ngủ của cô mặc dù không có lý do chính đáng để cô phải hãm hại mẹ con ngọc quyên nhưng tất cả mọi người đều tin rằng là cô có tội và tin cô chính là cái loại đàn bà độc phụ tàn nhẫn hại chết mẹ con ngọc quyên phải rồi nếu đổi lại là chính cô, cô cũng tin là cô hại chết mẹ con Ngọc Quyên, bởi vì vật chứng rành rành ra ngay trước mặt rồi còn gì chối làm sao được. Đúng là đời cô khốn nạn thật. Tiếng khóc thương kêu gào vang lên, tiếng sầm sì to nhỏ của người ở, tiếng mắng chửi thậm tệ của ông Kha, kèm theo những tiếng kinh sám hối của sư thầy Trúc Khanh cứ vang lên. Rất rất nhiều âm thanh phát ra cùng lúc, tạo nên một sự hỗn loạn tới mức không thể nào hỗn loạn thêm diệp yến đưa mắt nhìn thấy cậu hai lâm đang từ từ tiến về phía mình cậu đi tới trước mặt cô cậu nhìn cô ánh mắt của cậu tràn ngập sự phẫn nộ cùng với sự thất vọng giọng nói của cậu trầm đặc như có thứ gì đó rất kìm nén lại còn run run diệp yến cô còn cái gì để nói hay không diệp yến không mấy ngạc nhiên về biểu hiện này của cậu cô biết chắc chắn cậu không tin cô mà vậy nên cô chả còn hy vọng gì tôi không bỗng chát một cái một cái tát thật mạnh in hẳn lên trên mặt của diệp yến máu từ khóe miệng của cô chảy ra hòa cùng với mồ hôi mặn đắng dưới ánh nhìn lạnh lẽo kinh hãi của cô cậu hai lâm vẻ mặt hung tợn gằn giọng. loại đàn bà như cô tốt nhất không nên được sống Cô vì hận tôi đã từng phụ bạc cô, mà cô lại ra tay tàn nhẫn với máu mủ của tôi sao? Còn độc phụ, cô nghĩ những chuyện ác cô làm thì không ai biết, cô nghĩ rằng cô có thể che giấu được tội ác này tới kiếp sau sao? Thật là ác độc, thật là khốn nạn. Cả đời này cô nên sống trong sự dày vò để sám hối tội ác của cô đi. Ông Kha lúc này hùa theo con trai, tiếp tục mắng mỏ Diệp Yến. Nó muốn ly dị? rồi rời khỏi đây đến như vậy cơ mà. Rõ ràng là nó có chuẩn bị từ trước. Đúng là lòng dạ rắn rết. Nhốt nó vào trong củi đi. Để xong đám rỗ, hãy tính tới chuyện xử trí nó như thế nào. Cái loại này phải để cho cha má nó, để bàn dân thiên hạ ngó tới mới thấy được tội ác của nó. Thì nó mới tỉnh ra được. Cậu Hai Lâm gần như giận tới phát run. Cậu nhìn Diệp Yến, nhìn bằng ánh mắt khinh khi và ghét bỏ. Cậu quát lớn. Nhốt Nhốt độc phụ này, nhốt vào trong củi ngay, nhốt đi." Lời nói vừa dứt, gia đình liền tùa tới, giữ tay giữ chân của Diệp Yến, nhiều muốn lôi cô đi. Diệp Yến không vùng vẫy, cô biết chứ, dù cô có chống cự cũng không làm được mấy đám gia đình này. Trước khi rời đi, cô vội vàng liếm sạch máu chảy từ khóe miệng của mình, lời nói quyết liệt như lời chăn chối trước lúc hy sinh. Bọn mày không phải hù dọa. Bản thân tao không làm ra chuyện ác, thì tao không bao giờ sợ. Nhưng tụi mày cứ chờ đấy. Nếu như tao có phải bỏ mạng ở đây, thì tụi mày cũng đừng hỏng, có được ngày nào được sống yên ổn. Hồn của tao, hồn của mẹ con Ngọc Quyên sẽ hẹn về, bóp cổ tụi mày để trả thù. Trả thù từng thằng, từng con một. Lũ mày cứ tưởng người chết là câm à? Sai rồi. Dám lấy thanh danh của người chết ra để làm trò sẵn bậy giáo rồi tụi mày sẽ thấy hai chữ quả báo được viết đẹp tới cỡ nào đúng là một lũ khốn nạn nghe diệp yến nguyền rùa ông kha giận tới mức sôi gan nếu không phải có hai lâm ngăn lại chắc là ông ta tát cho diệp yến mấy cái rồi đối mặt với thần sắc đầu đội trời chân đạp đất của diệp yến ông kha run cả người hùng bạo quát ầm lên bọn mày còn đứng đấy làm cái gì kéo nó đi và vào miệng nó cho tao và thật mạnh vào kéo nó đi trước khi tao giết nó cút đi cút hết cho tao cứ như vậy diệp yến bị lôi đi trong sự phẫn nộ của tất cả mọi người cô cũng không biết rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu chỉ là cô không hề kêu khóc cũng không rơi một giọt nước mắt nào cô biết nếu như chẳng may cô cô bỏ mạng tại nơi này thì cô cũng không sợ bởi vì cô biết lũ ác độc này rồi phải trả giá cho những tội ác mà bọn chúng gây nên bọn chúng giết con của cô giết mẹ con ngọc quyên bây giờ còn muốn giết cô để bịt đầu mối được cô sẽ chờ quả báo sẽ tới nhanh thôi cô cứ yên tâm mà sống thế rồi diệp yến bị gia đình kéo đi bọn họ kéo cô vào trong củi nơi chuyên chị bọn gia đình người ở làm sai chuyện trong nhà Cùi này là một nơi bẩn thỉu hôi hám, chuột giết bò tứ tung, còn có cả rắn nữa. Diệp Yến bị trói tay, chân cô được thả lòng. Bọn chúng ném cô vào góc cùi, chuột giết nghe có tiếng động, liền tàn ra chạy bò tứ tung, dọa cho Diệp Yến chết khiếp một phen. Gia đình sau khi ném cô vào trong cùi, sau một màn dọa nạt, đòi bọn họ tàn đi. Một cậu thanh niên lúc này mới đi tới chỗ cô. Cậu ấy giả vờ cột dây trói tay cho cô, vừa cột cậu ấy vừa quát mắng độc phụ loại người như mợ xứng đáng bị tù một gông nào đưa cái tay ra tôi về cột cho chặt vào để không nhỉ mợ chạy thoát thì quá hời cho mợ ngó ngó thấy không ai để ý cậu thanh niên lúc này mới thấp giọng nói nhỏ vào tay Diệp Yến mợ tôi cột lòng cho mợ để mợ đuổi rắn đuổi rết trong đây chuột nhiều lắm mợ coi chừng bị cắn nhá Diệp Yến nghe xong sừng sốt, nhưng cô đủ thông minh để không làm lộ ra người là đang muốn giúp đỡ cô. Lúc này cô vờ như cáu gắt la hét, sau đó mới tìm cơ hội nói nhỏ với cậu thanh niên. Cảm ơn, nhưng cậu có thể đánh tiếng tới nhà Hương Cả Chu báo tình hình của tôi cho Mợ Quỳnh biết có được không? Nếu được, tôi đợi ơn cậu nhiều lắm. Phải phải, lát nữa Hương Cả Chu chắc chắn sẽ tới ăn dỗ cậu giúp tôi với. Cậu thanh niên nghe xong gật đầu và giả vờ lớn tiếng. Kêu cái gì mà kêu? Đáng lý, mợ còn bị trói lại mới hả dạ tôi. Kêu kêu cái con cờ. Dứt cầu cậu thanh niên lại thấp giọng nói thầm với Diệp Yến. Tôi đồng ý, một lát nữa tôi sẽ hết sức để tìm cách gặp Hương Cả Chu. Nhưng tôi không dám chắc có giúp được mợ không. Chỉ sợ cậu hai cho người quản, chặt tôi lại nhưng chỉ cần có cơ hội tôi sẽ đánh tiếng cho người tới cứu mợ mợ cố gắng lên cảm ơn cậu cảm ơn cậu nhiều lắm ngay lúc này bên ngoài liền có gia đình đi tới hắn ta liếc mắt nhìn cậu thanh niên và ra lệnh này mày mò mẫm cái gì mà dề già từ nãy tới giờ chưa xong nhanh cái tay lên muốn ăn đập có phải không nghe bị mắng cậu thanh niên liền đứng dậy cười sời lời <laughs> em xong rồi đây, xong rồi. Em phải cột cho chắc chứ. Để không nhà con mụ này nó chạy được thì cậu hai lại giết chết em à. Em xong rồi, khóa cửa lại thôi anh. Mày ra ngoài, cho tao khóa nhanh lên. Ui giời, lễ ma lễ mề. Vâng vâng, em ra ngay đây. ầm một tiếng, cánh cửa bị kéo chặt và đóng lại. Bóng tối liền ập tới, bao trùm lên toàn bộ căn củi, ẩm thấp và họt thẹp. Diệp Yến co người vào trong một góc. Cô lấy một cành cùi khô để đuổi lũ chuột. Đẩy bọn chúng ra xa để chúng đừng có bò lên người cô. Lúc này cô mới thấm được cái sự khủng hoảng của nỗi sợ. Tay chân của cô như rụng rời. uất ức khổ sở tới mức toàn thân của cô bứt rứt. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lại phải chịu oan khuất kinh hoàng như thế này. Cô dối trí lắm. Cô tức tuổi nhiều lắm. Chỉ mong cậu thanh niên có thể báo tới được tai của Hương Cả Chu, báo tới được mợ Quỳnh, để mợ ấy cho người tới đây giúp cô. Chịu oan cũng được, nhưng phải sống, phải sống để còn giải được sự oan khuất của mình. Nếu như cô bỏ mạng tại đây, thì quá oan uổng cho cô, cũng quá hời cho cái bọn lòng người khốn nạn kia. Cô phải sống, cô phải sống, phải được minh oan, chắc chắn cô phải sống, để được minh oan. Nhà báo hộ kha người ra người vào tấp nập, tiếng nói chuyện, tiếng huyên náo ồn ào cả khắp một vùng. Trong củi Diệp Yến hết ngồi co do, rồi tới vung tay loạn xạ để đuổi chuột. Cô trông khổ sở, cứ giống như đang đi tị nạn, tuổi nhục ê chề. Cô cũng không biết cô ngồi dậy bao lâu, chỉ là cô biết tiếng huyên náo bên ngoài đã giảm bớt, khách hứa chắc không còn mấy người trong lòng cô lúc này mới nhớ tới cậu thanh niên vừa rồi bởi cô đang lo lắng không biết là cậu ấy có giúp được cô hay không canh giờ cứ từ từ trôi qua diệp yến ngồi trong củi rất lâu rồi từng ấy thời giờ đủ làm cho cô suy ngẫm về tất cả mọi chuyện tất nhiên là cô không sợ chết cô cũng tin là bọn người này có thể giết được cô không bọn chúng làm sao giết được cô chứ chỉ là cô đang rất thắc mắc, cô đang rất hoài nghi về nhân sinh. Bởi vì cô vẫn không nghĩ ra được ai là kẻ chủ mưu trong câu chuyện này. Trước kia thị điều tra ra được thầy sư Trúc Khanh và Ngọc Quyên có mối liên can. Cũng chính sư thầy Trúc Khanh đã nhận tiền để nói dối vụ của Phú Quý. Hỏng để cậu Hai Lâm giữ chân cô lại. Bây giờ cũng chính là sư thầy Trúc Khanh lên tiếng vu khống cô đầu tiên. Mà ông ấy và Ngọc Quyên có giao tình với nhau vậy nên khả năng ông ấy và ngọc nga đồng lõa làm hại cô đúng khả năng này rất cao nhưng mà cô vẫn rất thắc mắc thắc mắc không hiểu được nguyên cớ gì mà ngọc nga lại muốn hãm hại cô bởi vì giữa cô và cô ấy không có thủ oán mà giữa cô và ngọc quyên cũng không có oán thủ gì ngọc nga chắc chắn sẽ không vì báo thù cho ngọc quyên mà hãm hại cô ngọc nga hại cô thì cô ta được gì chứ cũng chưa chắc kha lão gia sẽ chấp thuận để cho kha lâm giữ cô ở lại cổ ta cố tình hại cô để được cái gì đây tiếng động mở cửa vang lên làm cho diệp yến giật mình cũng kéo cô quay về với thực tại cô ngước mắt lên để cố nhìn xem ai vừa xuất hiện bên ngoài có phải là người mà cô đang mong đợi hay không có tiếng bước chân thật khẽ đi vào bên trong Diệp Yến ngồi tựa sát trong gốc củi, mặt cô nheo lại, cố nương theo ánh sáng từ bên ngoài truyền vào để xem người vừa tới là ai. Cô ngó thấy có người đem phần cơm tới cho cô, cơm canh đầy đủ, lại nghe có người cất giọng, giọng nói rất quen thuộc. Chị hai, tôi đem cơm cho chị, chị ăn đi, đừng để bụng đói. Cứ ngỡ là ai, không nghĩ tới người đầu tiên xuất hiện ở trong căn củi ẩm thấp này lại chính là hà hương ngó thấy hà hương xuất hiện trước mặt cô ấy một thân gấm vóc phú quý diệp yến không biết nên cảm thấy như thế nào bây giờ cô ngó tới mâm cơm được đặt dưới đất lòng cô phức tạp khôn cùng cảm ơn mợ ba có lòng cơm canh nóng hổi thế này cảm ơn mợ hà hương không tới đây để hạ bệ gây sự với diệp yến nhìn diệp yến ngồi co mình một góc quần áo bần thỉu Xung quanh chuột giết bò lung tung Bất giác Hà Hương cảm thấy trong lòng mình dối bời Ban đầu chỉ định nghe theo lời của chồng Đem cơm tới cho người đàn bà này Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt bình đạm Không lo sợ của Diệp Yến Hà Hương đột nhiên Lại muốn nhiều chuyện thêm một chút Cô ta đi tới gần Diệp Yến Cứ như vậy đứng nhìn cô Mắt nhìn xuống Diệp Yến Với bao nhiêu phần mông lung Hà Hương lên tiếng Chị hai Sao trông chị bình tĩnh như vậy Chị không sợ Điều gì xảy đến với mình Ngay cả cái chết sao <laughs> Cô nhìn thấy rồi đấy Ở trong đây bẩn thỉu nhiều chuột nhiều rết Tôi sợ chứ làm sao lại không Nhưng tôi chỉ sợ đám côn trùng này Còn lòng người ấy thì à Ngược lại Tôi không sợ gì Người ta làm quấy với tôi Người ta không sợ bị quả báo Vậy thì tôi có làm cái gì đâu mà tôi sợ không có gì phải sợ hết hà hương làm sao không hiểu ý tứ của diệp yến trong lòng rõ ràng cũng có khuất tất hà hương lại tiếp tục chị nói chị bị người ta hại nhưng mà nhân chứng vật chứng như vậy chị giải thích làm sao diệp yến lại cười nụ cười bàn bạc và nhạt tuếch <laughs> làm sao được nữa cùng lắm là như lời ông kha nói thôi bêu đầu thị chúng cho bản dân thiên hạ người ta qua. Người ta cười vào mặt tôi, người ta phỉ nhổ một chút là xong. Có kẻ muốn tôi phải chết, tôi có thể không chết được sao? Dừng lại một chút, như nhìn thấy được sự hoang mang trong ánh mắt của Hà Hương. Diệp Yến thử liều một chút, biết đâu cô lại đánh được vào điểm yếu của Hà Hương. Mợ ba này, cô thấy rồi đấy. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tôi rời đi rồi cậu lâm cũng chấp nhận xử trí đơn ly dị của tôi rồi nhưng mà đột nhiên đùng một cái tôi bị phán tội hại chết mẹ con ngọc quyên tôi nghĩ thiệt là hài hước tôi hại mẹ con ngọc quyên để làm cái gì tôi có cần thiết phải hại mẹ con cô ấy sao nếu có hại thì tôi hại mẹ con cô chứ mẹ con ngọc quyên là cái đinh gì trong mắt tôi đâu mà tôi cần hại cũng không biết kẻ nào thích chơi cái trò bẩn thỉu để giữ chân tôi lại ngôi gia này. Năm lần bày lượt hết chuyện này tới chuyện kia, từ chuyện của Phú Quý cho đến chuyện lần này. Mục đích không phải là để giữ tôi lại đây, tiếp tục làm mợ hai sao? Ý của chị là sao? Chị nói như vậy là ý gì? Là ai? Là ai muốn giữ chị? Là anh Lâm sao? Diệp Yến nhìn Hà Hương, lúc này thì cô dùng thái độ nghiêm túc là ai thì tôi không biết nhưng có chuyện này để tôi nói rõ cho cô nghe cái vụ phú quý là quý nhân gì đó chuyện này không có thực hoàn toàn là do lão thầy trúc khanh cùng với kha lâm bịa đặt ra lão thầy trúc khanh và ngọc quyên có mối quan hệ giao hảo lão ấy cũng nhận tiền mà nói mấy chuyện như vậy hỏng cho lão kha tin để lão ta danh chính ngôn thuận giữ tôi ở lại đây phú quý cũng chính là Kha Lâm tìm đưa về đây. Chứ thực sự là không hề có đứa nhỏ nào bị bỏ rơi trước cửa nhà mình. Còn chuyện Phú Quý nó bệnh hơi tôi, chẳng qua là do cậu hai cho thằng bé hít mùi hương hoa lại từ bột xả quần áo, thành thử thằng bé nó bị nghiện. Mà cái hương hoa lại đấy lại có trên quần áo của tôi. Thế nên nó mới bệnh tôi thôi. Chưa còn chuyện có duyên gì đó với nhau. <laughs> Hải hước làm gì có duyên gì, đúng là bịa đặt. Tất cả đều là âm mưu của Kha Lâm hết. Hà Hương ngỡ ngàng hết sức, từ trong ánh mắt của cô ấy có thể nhìn ra được vẻ khiếp sợ cùng với sự sừng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó, Hà Hương liền hiểu ra. Vậy ý của chị là chuyện hình nhân hại mẹ con Ngọc Quyên lần này là do anh Lâm cố ý dựng lên để trói chân chị ở lại đây sao? Có phải như vậy hay không thì tôi không rõ. Nhưng tôi dám thề với cô rằng tôi không rảnh rỗi và tôi không ác độc tới mức làm ra những chuyện độc ác như vậy. Tôi quá chán trường cái ngôi nhà này rồi. Tôi chỉ muốn rời đi mọi lúc mọi nơi. Và tôi, tôi buông bỏ cậu hai rồi. Tôi chẳng màng tới hôn nhân này. Mà một khi tôi chán ghét rồi. Thế mà tại sao tôi lại phải hãm hại mẹ con Ngọc Quyên chứ? động cơ để tôi thực hiện hành động hại người là gì nào chả có lý do gì cả là vì ghen tuông với ngọc quyên sao <laughs> chẳng bao giờ có chuyện đấy chính cô cũng nhận ra được chuyện này cơ mà hà hương có nhận ra được điểm kỳ lạ này chứ vậy nên lý do cô có mặt ở đây cũng là vì muốn xem một chút thái độ của diệp yến xem thử xem diệp yến có thực sự hãm hại ngọc quyên hay không Ai cũng nói Diệp Yến là vì ghen tuông nên mới hãm hại mẹ con Ngọc Quyên. Nhưng rõ ràng, tới chính Hà Hương còn cảm nhận được là Diệp Yến đã ngán, đã chán ngán rồi. Làm sao lại có chuyện Diệp Yến vì ghen tuông mà hại chết mẹ con Ngọc Quyên được? Nếu đúng thực sự, chuyện hãm hại Ngọc Quyên là do cậu hai dựng lên, thì đúng là tai ương. Cậu hai lầm dùng tới cách này để giữ chân Diệp Yến lại cho bằng được cực đoan tới như vậy sao có được thứ mình cần rồi hà hương liền rời bước đi cô ấy không dám nán lại trong kho củi về chuyện của diệp yến có ăn cơm hay không thì cô ấy không quan tâm bởi vì tâm ý của cô ấy lúc này đang đặt ở một chuyện khác rời khỏi kho củi hà hương nghĩ ngợi một chốc cô liền sai người thân cận làm chuyện cho riêng cô nhìn người ở đang cúi đầu đợi lệnh hà hương lên tiếng mày sang bên nhà của cha má diệp yến bằng mọi cách mày về thông báo chuyện của diệp yến tới tai của hai người họ vâng vâng em biết rồi thưa mợ em đi làm ngay Ngọ thấy người ở muốn đi làm chuyện hà hương như muốn đổi ý cô kéo người ở lại chuyển lệnh khác mà khoan đã trước tiên mày cho người tới chỗ nhà cậu ba phong tìm cách báo cho cậu ba một tiếng rồi sau đó mới tới nhà của cha má diệp yến nghe chưa À, báo cho cậu ba phong hả mợ ừ, là cậu ba thanh phong kẻ thù không đợi trời chung với cậu hai nhà mình sao đúng rồi mày cứ báo cho cậu ba phong đi nói rằng diệp yến bị nhốt oan uổng trong kho củi bị cậu hai hành hạ sắp chết rồi cứ nói vậy cho tao fan <laughs> này tao muốn diệp yến phải đi đi luôn không bao giờ quay trở lại đây chính là cơ hội duy nhất của tao mày đi đi nhanh lên Hà Hương ra lệnh, người ở liền tức tốc đi làm chuyện. Ngó theo bóng lưng gấp gáp của người ở, khóe môi Hà Hương nhếch lên, trong lòng bắt đầu nhen nhóm một niềm hy vọng hết sức mãnh liệt. Cô ta chờ cơ hội này quá lâu rồi. Nếu lần này Diệp Yến còn không đi, vậy thì người phải rời đi chỉ có thể là cô ta. Không được, cha cô nói rồi, số mệnh của cô sẽ được làm tránh thê. Cái ghế mở hai nhà bá hộ kha này phải là của cô. Chắc chắn phải là của cô. Một buổi trưa nóng bước trôi qua. Mặt trời lúc này đã thấp thoáng lặn. Sau bụi che đầu làng. Cũng là thời điểm bắt đầu cho tiếng ếch nhái kêu vang. Báo hiệu một bầu trời chuyển tối. Màn đêm xuất hiện. Cậu hai lâm ngà ngà say. Cậu vừa tiếp xong hai người khách cuối cùng. Thân thể lúc này bắt đầu dịu dã thằng khế đem một chén canh dài rượu tới cho cậu cậu cầm chén lên uống một hớp sau đó liền khàn giọng nói ngay này khế mày đem đồ ăn tới cho mợ hai mày chưa thế mợ mày có ăn không dạ giấc chưa con thấy mợ ba có đem đồ ăn vào trong củi cho mợ hai rồi thưa cậu nghe nói mợ hai có ăn qua một chút <laughs> thế mợ hai mày có khóc lóc xin gặp tao không dạ Thưa cậu cái này thì không có Từ lúc nhốt mợ hai vào trong củi cho tới giờ Mợ hai im lặng Cứ ngồi co mình vào một góc Mợ hai không khóc và Không muốn nói chuyện với ai à Thì ra là như vậy sao Cậu à Có đúng là mợ hai Là chủ mưu Hãm hại mợ tư Ngọc Quyên không hả cậu Tao không biết Mày đừng có hỏi nhiều Đau hết cả đầu rồi thở dài một hơi đặt chén canh dài rượu xuống bàn cậu hai lâm phiền muộn tới mức muốn uống thêm rượu để cho quên đi tất cả mọi chuyện ưu phiền này đúng là không phải là cậu tin là diệp yến có tội đâu nhưng mà vật chứng rành rành như vậy bảo cậu không tin làm sao được dù sao ngọc quyên cũng mang thai con của cậu là chết hai mạng người cùng lúc cậu há nào có thể coi như không có chuyện gì xảy ra Diệp Yến trước giờ luôn ương ngạnh với cậu. Tầm tư cô ấy khó dò. Cũng không biết cô ấy có phải vì ôm hận cậu mà nhất thời làm ra cái chuyện tẩy đình này không? Cái tát kia cậu dành cho Diệp Yến. Lòng cậu sau đó cũng hối hận nhiều lắm. Nhưng cậu không thể nào quên đi được hình ảnh, hình nhân thư yếm kia. Cậu không thể. Cậu hai, cậu hai, bên ngoài có nhiều người đốt đuốc tới đứng trước cổng nhà mình nói rằng muốn tìm mợ hai cậu ơi cậu cậu mau ra ngoài xem đi nghe tiếng người ở thưa vội vàng kha lâm kinh ngạc anh ta đứng dậy lạnh giọng nói ngay là ai thế là ai dám tới đây gây chuyện dạ thưa cậu là cậu kiên mợ quỳnh nhà hương cả chu còn có lính sai quan sai của tỉnh trường tới đây nói rằng muốn gặp mợ hai nhà mình để hỏi chút chuyện à kha lâm quả thực kinh hãi nghe tới hai chữ tỉnh trường anh ta sửng sốt híp mắt không tin cái gì cơ mày vừa nói gì có lính sai của tỉnh trường sao tỉnh trường muốn tìm mợ hai mày làm gì dạ thưa cậu cái này con không biết ở ông kêu cậu ra tiếp ứng ông đang ở bên ngoài ở tiếp quan sai rồi thưa cậu cậu ra ngoài đi ạ à? nhắc tới tỉnh trường kha lâm đột nhiên nhớ tới một người mà quả thực những gì anh ta nghi ngờ là đúng bởi vì đi cùng quan sai của tỉnh trường chính là Thanh Phong. Lính của Thanh Phong kéo tới đông như quân nguyên, đốt đuốc sáng rực cả một vùng trời. <laughs> được, dám mò tới đây để tìm Diệp Yến sao? Là muốn diễu võ dương oai với Kha Lâm này sao? Trừ phi Diệp Yến chết, thì có thể mang xác cô ấy rời đi. Chưa một khi Diệp Yến đang còn là vợ của Kha Lâm này, thì đừng hòng, ai đưa được cô ấy đi. Tại nhà bá hộ kha đèn đuốc sáng rực, người dân hiếu kỳ bu đen bu đỏ tới để xem là có chuyện chi. Chỗ ông Mậu cũng nhận được tin tức. Ông liền lệnh cho người ở đưa ông tới nhà bá hộ kha để xem thử có chuyện gì mà kinh động tới cả quân lính. Chỉ là lúc ông Mậu nhìn thấy cậu ba Thanh Phong đối mặt gai gắt với con rể Kha Lâm thì lúc này ông mới cảm thán mà hiểu ra được sự nguồn trước trong quẻ có nhắc tới một vụ chấn động chỉ là ông không nghĩ nhà bá hộ kha lại đụng phải tình trường xem ra cái kết của chuyện vay mượn phước đức để tiêu xài hoang phí thì không thể nào có được một cái kết tốt đẹp đúng là cái mệnh con gái ông là mệnh khổ mà chọn nhà nào không chọn lại chọn vào chính cái nhà này đúng là khổ tâm cho ông Quan sai dưới trướng tỉnh trường đứng cạnh ngay cậu Ba Phong. Ngó thấy Kha Lâm xuất hiện, anh ta liền đi tới trước mặt, bắt tay với Kha Lâm. Thái độ đường hoàng chính trực, quan sai khách sáo, cất giọng. Xin chào cậu Hai Lâm, nghe danh cậu đã lâu. Tới nay mới được diện kiến cậu. Lần này tới đây đường đột không báo trước. Xin cậu lượng thứ, đừng trách tội. Xin cậu lượng thứ. Kha Lâm đối với người của tỉnh trường, thực lòng là có chút rẻ chừng Đối diện với Quan Sai, Kha Lâm tiếp đón vô cùng chu đáo. "Không dám, không dám, ngài đừng khách sáo, chẳng hay bữa nay ngài tới nhà tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này là có chuyện gì quan trọng, xin ngài cứ tự nhiên." Quan Sai nhìn Kha Lâm. <laughs> "Hôm nay tôi tới đây, thực ra là làm phiền cậu hai đây một chút, không biết mợ hai Diệp Yến, vợ của cậu hai có nhà không?" Tôi muốn gặp mợ hai có chút chuyện. Ngày tới đây, Kha Lâm liền nhìn tới gương mặt lãnh khí ngút trời của Thanh Phong. Trong lòng anh ta bắt đầu sinh ra cảm giác ghen tuông. Thái độ cũng dần mất đi bình tĩnh. Vợ tôi sao? Chẳng hay là có chuyện gì. Xin ngài cứ nói thẳng. Ngài cũng biết, vợ tôi thân là đàn bà. Rất ngại khi gặp nhiều người, lại còn là người lạ thế này. Tôi là chồng của cô ấy. Có chuyện gì, ngài cứ nói với tôi. Tôi thay cô ấy giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Quan sai nhìn thấy được thái độ không mấy hợp tác của Kha Lâm. Anh ta lúc này nhìn lướt qua Thanh Phong, sau đó tiếp tục cất giọng. Chuyện là... <laughs> Thực ra tôi muốn gặp mợ hai, cũng đều là có lý do chính đáng. Nghe nói mợ hai vừa nhận nuôi một đứa nhỏ, khoảng chừng 7-8 tháng tuổi. Có phải công thưa cậu Hai Lâm? Kha Lâm và Kha Lão Gia vô cùng sửng sốt vẫn là kha lâm phản ứng nhanh anh ta gật đầu đúng là có chuyện như vậy nhưng chẳng hay chuyện này thì có liên can gì tới ngày tỉnh trường ạ à. nói là có liên can tới tỉnh trường thì đúng thực là không có nhưng mà đứa bé mà mợ hai nhận nuôi lại có liên can trong vụ án bắt cóc con nít bây giờ cha má đứa nhỏ báo án tới ngày tỉnh trường còn chỉ đích danh là vợ cậu hai đang nhận nuôi con của bọn họ vậy nên hôm nay tôi tới là muốn nhờ mợ hai và đứa nhỏ đi một chuyến để giải quyết đơn kiện này nếu đúng như đứa nhỏ mợ hai nhận nuôi là con của hai người báo án máu mủ tình thâm thì chúng ta chẳng nhẽ lại chia cắt tính mẫu tử của họ sao tôi nói như vậy cậu hai lâm thấy có đúng không kha lâm kinh ngạc lắm anh ta không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy rõ ràng anh ta nhớ phú quý là trẻ mồ côi được đặt trước cô nhi viện bây giờ ở đâu lại nhảy ra cha mẹ đi tìm con lại còn biết chắc chắn là diệp yến đang nuôi phú quý chuyện này chắc chắn không phải như lời quan sai vừa nói đâu đảm bảo là có nguồn cơn gì khác ngõ sang thành phong càng nhìn thấy vẻ anh tuấn lãnh khí của người này kha lâm càng cảm thấy khó chịu và bất an trong lòng anh ta làm sao có thể không nhận ra được Thanh Phong cùng với quan sai là cùng một ruột với nhau. Đây đều là mưu kế của Thanh Phong. Nhưng ngặt nỗi suốt từ nãy tới giờ, Thanh Phong vẫn luôn im lặng và không lên tiếng. Bản thân Kha Lâm dẫu biết rõ mưu kế của Thanh Phong, nhưng lúc này không thể nào lên tiếng bắt bẻ Thanh Phong được. Bởi ở đây có ai mà không biết, Thanh Phong trước kia từng là con rể của tỉnh trường. Vậy nên chuyện Thanh Phong đi cùng với quan sai của tỉnh trường thì có gì đâu mà lạ lẫm chứ. Hết cớ để bắt tội Thanh Phong, Kha Lâm lại ngó sang vợ chồng con trai út của Hương Cả Chu. Ngọ thấy Thiên Quỳnh, bạn thân của Diệp Yến, anh ta không vui. Mợ Quỳnh tới đây để làm gì vậy? Chẳng nhẽ Mợ Quỳnh chính là người toa dẹp với cặp vợ chồng kia tới đây để bắt vợ tôi sao? Thiên Quỳnh từ lâu chẳng còn ưa được cái kẻ trăng hoa phụ bạc này. Bây giờ còn biết Kha Lâm ngược đãi Diệp Yến, trong lòng cô nóng như lửa đốt. Rất muốn phi lên mà chửi cho cái tên đàn ông này một trận. Nếu không phải từ đầu cô đã hứa với cậu Ba Phong là để cho cậu ấy sắp xếp hết thầy, thì cô chẳng thèm nói chuyện tử tế với cái loại đàn ông khốn nạn này làm gì. Cậu hai à, cậu nói như vậy là oan cho tôi. Chẳng là tôi nghe quan sai tới tìm bạn tôi, tôi sợ xảy ra chuyện gì nên mới tới đây ngó nghiêng một chút nhưng mà diệp yến đâu rồi cậu mau kêu cô ấy ra đây quan sai chỉ là mời cô ấy đi lấy lời khai một chút thôi chắc chắn không gây phiền hà gì cho diệp yến đâu cậu hai cứ yên tâm quan sai lúc này cũng tiếp lời của thiên quỳnh mợ quỳnh nói phải chúng tôi là muốn mời mợ hai và đứa nhỏ về để lấy lời khai thôi nếu đứa nhỏ là con của gặp vợ chồng kia thì chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết cho cả hai bên để không bên nào phải chịu tổn thất cậu hai lâm vẫn còn men rượu trong người lại vì có sự xuất hiện của thanh phong nên trong anh ta luôn có sẵn sự bất mãn lúc này lại còn nhìn thấy cách nhách môi của thanh phong nữa tâm tình kha lâm dần mất bất định anh ta nói ngay tất nhiên là tôi sẽ hợp tác với ngài quan sai và tôi không làm khó ngài nhưng tôi là chồng của diệp yến tôi có quyền đi theo để bảo vệ vợ tôi có đúng không Chuyện này... Dừng lại một chút, quan sai liếc khẽ thanh phong. Nhớ thấy anh gật đầu, quan sai nói tiếp. Tất nhiên là được rồi thưa cậu hai, không vấn đề gì. Bây giờ thì cậu hai có thể cho tôi gặp mợ hai và đứa nhỏ được rồi chứ. Khán lão già nhìn quan sai, hơi rượu từ ông tòa ra nồng nặc. Ông ta lớn tiếng. Nhất định là bây giờ hay sao? Đợi tới sớm, không được hay sao? Quan sai gì mà làm việc vào cái giờ người dân đang nghỉ ngơi chứ? Đây là cái luật lệ gì thế này? Biết khá lão gia say rượu, quan sai không muốn rông dài, anh ta ngắn gọn nói luôn. "Dần có đơn thưa kiện, thì chúng tôi bắt buộc phải tra xét. Xin kha lão gia lượng thứ vì sự đường đột này." "Đường đột gì?" À, "Tôi kha lão gia còn chưa nói hết câu, thì cậu Hai Lâm ngăn lại, anh ta đang còn tỉnh táo vẫn còn phân biệt được nặng nhẹ, lớn nhỏ. Ngài đừng để ý tới lời của cha tôi. Bữa nay nhà tôi có dỗ, cha tôi cũng say lắm rồi. Thôi được rồi, để tôi cho người gọi vợ tôi ra đây gặp ngài. Ngài đợi một chút. Không vội, không vội đâu. Cậu hai cứ thông thả nhé. Khả lầm hết cách rồi. Anh ta biết rõ hôm nay bắt buộc phải để cho Diệp Yến lộ diện trước đám người này thì mới được. Mặc dù trong lòng anh ta rất bực bội và không phục, nhưng người của tình trường vẫn không phải là thứ để anh ta có thể gây sự đến. Trước cứ nghe theo lời của quan sai, anh ta cũng không tin là bọn họ có thể cướp được Diệp Yến từ tay của anh ta. Rất nhanh sau đó, Diệp Yến được người ở đỡ ra bên ngoài. Chỉ khác xa với sự tưởng tượng của tất cả mọi người, Diệp Yến lúc này trông không khác gì tù nhân, bị giam trong ngục. Từ đầu tới chân của cô Không có một chút gì gọi là phú quý của mợ hai Đầu tóc cô rối bù Mặt mũi đen đúa Một bên má bị sưng lên Trên người còn có vài vết thương lớn nhỏ Tới cả ông Kha còn sừng sốt Khi nhìn thấy bộ dạng này của con dâu Chưa nói gì đến cậu Hai Lâm chứ Người phản ứng nhanh nhất khi nhìn thấy Diệp Yến xuất hiện Chính là cậu ba Thanh Phong Nhưng về để giữ thanh danh cho Diệp Yến Cậu phải kìm lại cơn kích động trong lòng mà ra hiểu cho Thiên Quỳnh thay cậu đi tới đón Diệp Yến. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, cõi lòng Thanh Phong đau đớn như bị ai đó giày xéo, nỗi hận dành cho Kha Lâm cũng chất cao thêm một trường. Mà Kha Lâm khi nhìn thấy Diệp Yến thảm hại như vậy, tới chính bản thân anh ta cũng giật mình mà đi tới đón tay Diệp Yến. Chẳng qua cái nắm tay của anh ta, bị Diệp Yến đẩy ra, ánh mắt của cô nhìn anh ta lạnh lẽo tới cùng cực cậu hai cậu đừng có đụng tới tôi tôi không muốn nhìn thấy cậu chuyện của tôi và cậu cũng tới hồi kết rồi thiên quỳnh nhìn thấy diệp yến thê thảm tôi đi không vững cô ấy rất xót xa liền đỡ lấy diệp yến vuốt tóc cho cô bà làm sao thế này là có chuyện gì xảy ra là ai hành hung bà diệp yến vẫn minh mẫn và tỉnh táo lắm bởi vì cô biết có người tới cứu cô nên cô muốn tăng độ tin cậy một chút. Tự mình hành hạ mình sơ sơ để mọi người cùng làm chứng cho cô. Mấy vết thương này là vừa nãy mới có. Đầu tóc rối bời này là do cô tự làm cho cô thôi. Chứ thực ra làm gì có ai. Dám hành hung cô ngoài Kha Lâm đâu chứ. Thiên Quỳnh ngó thấy Diệp Yến thảm hại tới mức nói không nên lời. Cô ấy tức giận, quay sang của trách, thẳng vào mặt Kha Lâm. Cậu hai, tôi quả thực không ngờ cậu chính là loại người như thế này. Diệp Yến gây ra tội gì mà cậu hành hạ cô ấy ra như thế này chứ? Cậu nhìn đi, cậu nhìn xem Diệp Yến có còn là con người hay không. Tại sao cậu tàn nhẫn quá như vậy hả? Diệp Yến nói gì? Thì cũng từng là vợ của cậu cơ mà. Khả Lâm quả thực là có nỗi oan khó giải thích, đến chính anh ta cũng ngạc nhiên, không rõ ất át gì. Nghe lời trách móc của Thiên Quỳnh, anh ta mất bình tĩnh. Cô thì biết cái giống ôn gì, cô không có quyền lên tiếng ở đây. Cô biết, cô ta đã gây ra tội gì không? Cô có biết không? Cậu! Thiên Quỳnh đáng lý còn muốn đối chất với cậu Hai Lâm, nhưng lúc này lại bị Diệp Yến ngăn lại. Diệp Yến biết, nếu lúc này mà phanh phui sự việc yểm bùa hình nhân ra, thì kiểu gì cũng gây bất lợi cho cô. Vậy nên cô mới muốn ngăn Thiên Quỳnh, không để cho hai bên có cơ hội nói chuyện rông dài nữa. Diệp Yến lúc này chỉ muốn được rời đi, là đi đâu cũng được, chỉ cần được đi là được rồi. Cô thả đi tới chỗ giám ngục, ngồi còn hơn là ngồi trong căn củi, hôi hám đầy rắn rết kia. Quan sai theo ý hiểu của Thanh Phong, nhìn thấy Diệp Yến xuất hiện, anh ta liền đi tới lịch sử, mời Diệp Yến về đồn để giải quyết đơn kiện. Cũng không quên cho người bồng theo phú quý cho đúng trình tự sự việc. Đã làm thì phải làm cho đúng bài bản, không để người khác có cơ hội bắt bẻ người của tình trường. Diệp Yến gật đầu trước lời mời của quan sai. Từ đầu tới cô, cô luôn né tránh Kha Lâm. Tới ánh mắt cũng không muốn ngó tới anh ta nữa. Diệp Yến dựa vào người của Thiên Quỳnh. Cô lúc này chỉ muốn rời đi, càng nhanh càng tốt. Kha Lâm sau khi nói vài câu với Kha Lão ra, anh ta cũng vội vàng đi theo sau Diệp Yến Là nhất quyết theo Diệp Yến đến cùng Kha Lâm làm sao không biết ý đồ của Thanh Phong Vậy nên anh ta càng không muốn để Diệp Yến đi một mình Dẫu cho quan sai không cho phép Thì nhất quyết anh ta phải đi theo Diệp Yến được Thiên Quỳnh đỡ đi trước Bà Vũ bồng phú quý đi theo phía sau Phía sau là đoàn người của Kha Lâm và Thanh Phong Đoàn người uy phong đi tới Cũng là đoàn người uy vũ rời đi Thành Phong từ đầu buổi tới giờ chỉ im lặng, đi theo phía sau Diệp Yến. Anh không nói gì, một câu cũng không nói gì, nhưng toàn thân lại lạnh toát. Lúc này, anh bức bối vô cùng. Thành Phong biết thời điểm này anh không thể ra mặt bảo vệ cho Diệp Yến, phải chờ đến khi cô đệ đơn ly dị ra tòa, lúc đó anh mới có thể danh chính ngôn thuận mà quan tâm tới cô với tư cách là một người bạn. Quan sai đưa Diệp Yến về bốt sau khi lấy lời khai, cô được phép ra về. Quan sai chỉ lấy lời khai, chứ không hề có ý giữ cô ở lại. Diệp Yến bồng theo phú quý trở về. Cô không về nhà cha má, càng không về lại nhà bá hộ kha, mà cô theo mợ Quỳnh về nhà hương cả chu mà lánh nạn một vài bữa. Đối diện với ánh mắt nóng như lửa của Kha Lâm, Diệp Yến bồng phú quý ôm vào trong lòng, ánh mắt của cô tràn đầy kiên định cậu hai, gốc gác thân phận của Phú Quý, cậu đừng tưởng là tôi không biết, kể cả chuyện cậu từng làm với Phú Quý, cậu tưởng rằng giấy có thể gói được lửa sao? Giữa tôi và cậu còn có cái gì? Cậu hận tôi tới như vậy sao? Thế thì sau này chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa. Khả Lâm chắc chắn là không đồng ý rồi, anh ta bây giờ tỉnh rượu rồi, nhưng sự kích động trong lòng đang còn rất nhiều anh ta rằng lấy tay của diệp yến tức giận diệp yến cô muốn ly dị để cô được tự do qua lại với thằng phong có đúng không cô tưởng tôi ngu khi không nhận ra ý đồ của cô sao có tôi ở đây mà cô với nó còn công khai với nhau như vậy nếu như không có tôi cô còn muốn làm tới cái giống gì anh ăn nói cho đường hoàng con người tôi chưa làm ra chuyện gì sai quấy với anh anh đừng ăn nói sàng bậy gây ảnh hưởng tới thanh danh của tôi giữa tôi và anh hết duyên rồi nhưng cũng từng là cái nghĩa vợ chồng tôi mong anh đừng làm ra cái chuyện gì để sau này đến nhìn mặt nhau ấy cũng không thể nào nhìn được khả lầm kiên quyết giữ chặt tay của cô anh ta không muốn để cho diệp yến đi theo thiên quỳnh cô quên chuyện của ngọc quyên rồi sao nếu như chuyện này lộ ra ngoài với cái tội ác của cô cô nghĩ rằng cô có thể bình an mà sống được ở cái xứ này sao hoặc là cô nghĩ nhà hương cả chu sẽ chứa chấp loại đàn bà độc ác như cô sao cô tốt nhất nên nghe theo lời của tôi nếu như cô ngoan ngoãn tôi sẽ cho điều tra lại tất cả mọi chuyện của ngọc quyên và lúc đấy tôi hứa tôi lấy lại công bằng cho cô <laughs> kha lâm anh tin tôi sao anh có tin là tôi trong sạch sao anh có tin tưởng tôi sao là bản thân anh chưa bao giờ tin tưởng tôi cũng chính là anh đẩy tôi vào đường cùng bây giờ anh dọa nạt tôi cái gì anh luôn miệng nói rằng anh có lỗi với tôi anh cắn rất lương tâm bởi vì ngày đó anh phụ bạc tôi thế nhưng anh chưa từng tin tưởng tôi tuyệt đối anh lấy cái tư cách gì mà bắt tôi phải nghe theo lời của anh nào anh nghĩ rằng tôi hãm hại mẹ con ngọc quyên vì thù đời à hả? anh đang nghĩ cái gì thế hả anh nói rằng anh thương tôi nhưng anh lại cho rằng tôi xấu xa tới mức như vậy sao anh nghĩ lại đi trong lòng anh có tôi không? Anh có thực lòng yêu tôi nhiều như những gì anh nói ra với tôi không? Tôi Tôi làm sao? Bây giờ anh không cần phải nói gì hết. Giấy hưu thê, anh cũng không cần viết. Tất cả mọi giấy tờ tôi tự lo. Anh chỉ cần thuận tình cùng tôi ly dị là được rồi. Kể từ nay về sau, Diệp Yến tôi và Kha Lâm anh không còn là vợ chồng của nhau nữa. Và tôi tôi không còn là mợ hai của nhà bá hộ kha cậu hai à cái tát hôm trước tôi đang còn nhớ rất rõ và lời thề hẹn năm đó cả tôi và anh đều quên thôi quên hết đi sau này chúng ta là người dưng vĩnh biệt nói xong diệp yến bồng phú quý xoay người rời đi cô dứt khoát không để cho kha lâm có cơ hội được níu kéo cô cũng không cần biết tương lai sẽ có khó khăn gì lại ập đến với cô nhưng mà ngay khoảnh khắc này cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường mấy cái năm năm nữa là hết một kiếp người về quyết định ngày hôm nay có chết cô cũng không bao giờ cảm thấy hối hận càng không bao giờ luyến tiếc về quá khứ đã qua duyên nợ tới đây là đứt đoạn đoạn đường về sau vĩnh viễn chẳng mong có ngày tương phùng thế rồi diệp yến tạm thời tới nhà hương cà chu của thiên quỳnh ở nhờ một vài bữa cô không về nhà cha mẹ và cũng không cho người báo tin cho cha mẹ cô biết nghe người ở trong nhà báo lại cha má diệp yến thời gian này đi sài gòn có công chuyện có muốn báo tin ý, thì hai người họ cũng không có nhà để mà báo mà diệp yến định bụng cô tự mình giải quyết ổn thỏa hết thầy mọi chuyện trước khi cha má cô về để cha má cô không phải buồn giàu về chuyện ly dị của cô trong hai ngày ở lại nhà hương cà chu bữa nào kha lâm cũng cho người sang mời diệp yến quay trở về có điều lòng diệp yến đã quyết rồi một khi cô đi là không bao giờ quay đầu trở về có chết nhất định không quay trở về quản gia cam vừa mới rời đi ông ấy bữa nay tới là vừa khuyên nhủ diệp yến cũng vừa là để đưa thị tới đây để phụ Diệp Yến, chăm nom phú quý. Đưa thị tới là ý định của Kha Lâm. Diệp Yến cũng chưa từng nghĩ là cô sẽ đưa thị đi theo cùng cô. Nhìn thị ôm một túi nài đồ trong người, mắt nhìn ngó xung quanh đầy tò mò. Diệp Yến mới tiếp tục hỏi thị về chuyện trong nhà của bá hộ Kha. Cậu hai bảo em tới đây sao? Cậu ta có dặn dò gì em không? Dạ, thưa mợ, Cậu hai bảo em sang đây phụ mợ Chăm sóc cho cậu chủ nhỏ Cậu nói cậu phú quý còn bé Sợ mợ nuôi một mình vất vả Nên để em qua đây phụ mợ một tay Khi nào mợ rời đi Thì em về Còn nếu mợ muốn đưa em đi Thì em cứ đi theo mợ à Ừ Thế chuyện trong nhà thế nào Ngọc Nga đó thế nào rồi Dạ cô Ngọc Nga thì vẫn vậy Nhưng em ngó thấy bữa nào cô ấy cũng đi tìm cậu hai Kiều khóc lóc Đòi công bằng cho mợ tư đấy ạ à? Diệp Yến nghe xong gật đầu Cô không hỏi thêm nữa Sau đó cô nhờ quản gia nhà Hương Cà Chu Dẫn thị về buồng ngủ của cô và Phú Quý Cũng không quên dặn thị Canh chừng Phú Quý Diệp Yến nói chuyện với mợ Quỳnh Một chốc một lát nữa Rồi cô sẽ vào sau Nhìn thấy thị đi được một khoảng xa Mợ Quỳnh lúc này mới thấp giọng nói với Diệp Yến. Này, Diệp Yến, con bé thị này có tin tưởng được không? Ừ, tin thì tin được. Con bé này trước giờ làm chuyện cho tôi. Cũng nhanh nhẹn lắm, được chuyện lắm. Ừ, đó là trước kia. Còn bây giờ ai mà biết được, con bé này nó theo phe ai? Bộ bà nghĩ rằng Kha Lâm tốt với bà tới mức như vậy sao? Thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Quản gia cam dắt con bé sang đây rồi sau đấy bỏ về tôi mà không giữ con bé ở lại thì nó về bên đấy kiểu gì nó cũng bị đánh chết nó trước giờ đi theo tôi làm chuyện cho tôi không ít nếu nó có bị thao túng thì cũng khai hết sạch sẽ mọi chuyện trong hai bữa qua rồi bây giờ nó tới đây nếu tới với mục đích phụ tôi chăm nom phú quý thì cứ y như vậy mà làm thôi tôi đỡ vất vả hơn dạo này phú quý khó ăn khó ngủ lắm với lại còn một hai bữa nữa là tôi đi nó có ở đây chỉ ở đây một hai bữa thôi rồi tôi lại kêu nó về lại bên kia như vậy là ổn hết coi như là chọn nghĩa chủ tớ với nó mợ quỳnh nghe diệp yến nói như vậy mợ mới yên tâm gật gù dừng lại một chốc mợ lại hỏi tiếp giấy hưu thê chuẩn bị xong chưa bà ký bảo đơn ly gì? sang bên đấy đưa cho kha lâm chưa nếu cậu ta không ký, bà định thế nào? Nếu anh ta không ký, thì tôi lên Sài Gòn tìm một trạng sư có danh tiếng, chuyên giải quyết các vụ ly dị để nhờ người ta giúp. <laughs> Kiểu gì, mọi chuyện chẳng ổn thỏa. Nhưng mà tôi biết, Kha Lâm sẽ ký thôi. Anh ta có tận hai ba vợ, nếu phải ra tòa giường già, người thiệt hại chính là anh ta chứ không phải tôi. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, anh ta ngó vào là thấy được ngay. Người đang làm ăn như anh ta Không dám dây vào pháp luật đâu Chuyện ký giấy ly dị là sớm muộn Anh ta còn dây dưa Cũng là vì còn muốn níu kéo Mà tôi cứng rắn ý, Thì trước sau gì Anh ta cũng phải thỏa hiệp với tôi thôi Bà tính như vậy cũng được Nhưng còn cái chuyện thư yếm Ngọc Quyên Bộ bà không định giải oan cho mình sao Cứ như vậy mà đi Thì tiếng xấu Nó theo bà muôn đời đấy Diệp Yến à về chuyện này Diệp Yến quả thực đang rất đau đầu bởi vì cô không biết phải nên làm gì tiếp theo để minh oan cho bản thân cô. Sự việc yểm bùa xảy ra quá đột ngột bây giờ cũng không còn ở trong nhà bá hộ kha và cô không có tay chân để điều tra ngọn nguồn sự việc. Cô biết là cô bị người ta hãm hại nhưng còn ai hại cô thì cô chưa biết. Cô chưa có nghi ngờ ai bởi người nhà bá hộ kha Ai ai cũng khả nghi kể cả Kha Lâm cũng khả nghi. Vậy nên cô mới cảm thấy rối ren, cô không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Suy nghĩ một chốc một lát, Diệp Yến mới nhìn Thiên Quỳnh, cô thấp giọng. Quỳnh này, bà sai người làm giúp tôi chuyện này. Chuyện gì? Bà sai người âm thầm, đi điều tra sư thầy Trúc Khanh ở làng Kim dùm tôi. Coi thử ông thầy này có sơ hở ở đâu, thì báo cho tôi biết. Tôi hiện tại chỉ nghi ngờ ông ấy nếu ông ấy toa dẹp với ai thì người đó chính là chủ mưu hãm hại tôi thôi được rồi tôi biết rồi tôi cho người làm ngay bà đợi tin tôi nhé diệp yến nghe xong gật đầu cô hết sức yên tâm lúc này chỉ có thể trông chờ vào thiên quỳnh mặc dù cô ấy không biết nhờ ai ngoài nhờ bà cậu ba phong nhưng hiện giờ cô ấy phải làm như vậy để giúp cho Diệp Yến. Diệp Yến bây giờ mang tiếng xấu rồi. Cô không muốn liên lụy tới người vô tội. Hơn nữa giữa cô và cậu Ba Phong chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè. Vẫn là không nên tiến sâu thêm. Không hay cho cả cô và cho cả cậu ấy. Mây chiều dần trôi, màn đêm dần phủ xuống bao trùm lên toàn bộ vạn vật nhà hương cà chu nằm cạnh một con sông cây cối vườn tược xanh mát khoảng thời gian giao thoa giữa ngày và đêm lại càng khiến xung quanh trở nên im ắng lạ thường bữa nãy thiên quỳnh cho người đi gọi diệp yến tới mái hiên nằm ở bên cạnh vườn hoa cô ấy nói rằng là có món chè mới nấu muốn diệp yến cùng ăn diệp yến nghĩ trong bụng chắc là có chuyện gì cần nói đây mà nên thiên quỳnh mới cho người đi mời riêng cô chưa bình thường không tới mức trịnh trọng như vậy. Chỗ mái hiên cạnh vườn hoa này rất mát, về đêm lại càng mát mẻ và dậy mùi thơm của hoa hồng. Thiên Quỳnh thích hoa hồng cho nên chồng cô ấy sai người, trồng một vườn hoa hồng, cũng làm thêm một mái hiên để cô ấy có thể ngắm hoa bất cứ lúc nào cô ấy thích. Diệp Yến cũng là người thích thường hoa, lại nhịn không được sự yêu thích với hoa hồng mà ngồi xuống giữa vườn hoa để ngắm nhìn cho thật kỹ vì mãi mê thường hoa nên khi bên cạnh có người đi tới cô cũng không để ý phải đến khi người nọ lên tiếng cô mới giật mình quay người phát hiện có người đang ngắm cô từ bao giờ diệp yến hai từ diệp yến phát ra từ khuôn miệng của người nọ nghe sao mà trầm ấm xúc tích tới lạ thường sự ấm áp từ giọng nói truyền tới cũng không thể nào làm diệp yến thôi tò mò về người trước mặt cô nhìn người nọ thật lâu phải như chắc chắn lắm cô mới nghi ngờ lên tiếng hỏi cậu ba sao có phải là cậu ba không trước câu hỏi của diệp yến người nọ gật đầu vẫn là giọng nói ấm áp như vậy chỉ là hình dạng bên ngoài lại không phải là cậu ba à là anh đây nghe người nọ xác nhận diệp yến vừa tò mò lại vừa ngạc nhiên cô vẫn đứng đó chỉ là ánh mắt lúc này, lại nhìn người kia chằm chằm. Sao thế này? Sao cậu lại cài trang thành ra thế này? Bộ có chuyện gì sao cậu? Thành phòng một thân cao lớn, nhưng lúc này lại được cài trang thành gia đình trong nhà hương cà chu. Anh mặc bộ đồ bà ba màu nâu đậm, trên áo rách vá vài chỗ, đầu đội khăn rằn, mặt mày thì đen thui, còn chân thì không đi dép. Vì để tới thăm Diệp Yến, mà anh dụng tâm như vậy, cốt lõi là sợ thiên hạ dòm ngó ảnh hưởng tới thanh danh của cô vẫn giữ khoảng cách với diệp yến thành phong đứng dưới mái hiên ánh mắt anh nhìn cô như chứa đựng rất nhiều nỗi niềm phải một chốc lâu sau anh mới cất giọng em gần đây ốm đi nhiều lắm ánh mắt không còn trong trèo như xưa khả lâm đối xử với em thật khiến cho lòng người phẫn nộ nghe thành phong nói thẳng như vậy diệp yến có chút ngại ngùng chỉ là cô cảm thấy lời của Thanh Phong nói không sai, cô thực sự đã thay đổi rất nhiều. Đúng là xấu hổ thật, khi phải để cậu ba nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Trước kia tôi hứa với cậu là tôi phải sống thật tốt, <laughs> lại không nghĩ có kết cục của ngày hôm nay. Có điều tôi không thấy hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối vì bản thân tôi không có được hạnh phúc trọn vẹn, giống như tôi đã từng mưu cầu cậu ba này có phải cậu thấy tôi mơ mộng quá hão huyền nên bây giờ tôi phải chịu hậu quả thê thảm thế này có đúng không thành phòng mím môi anh quả thực là có quá nhiều điều muốn nói với diệp yến nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu đối diện với cô trong hoàn cảnh như thế này ngoài cảm thấy đau lòng cho cô anh chỉ còn lại sự phẫn nộ vì cái thói bội bạc trăng hoa của kha lâm để một cô gái từng vô tư trong sáng Như một cánh hoa trắng Ấm áp trước nắng Lại phải trở nên dè dặt Tự dằn vặt trách móc bản thân mình Tất cả mọi sai lầm Đều là do cái tên Kha Lâm Bất tín bà ra Một lời khó giải bày Thành Phong cũng không muốn Cứ mỗi lần gặp Diệp Yến Lại nhắc tới cái tên khốn nạn kia Vậy nên lời nói của anh đều rất nhẹ nhàng Rất cẩn trọng Không dám nói năng sơ suất sợ gây tổn thương cho Diệp Yến. Em không mơ mộng hão huyền, chỉ là lòng người bội bạc không xứng đáng với em, mọi chuyện đều đã qua rồi, quãng đường về sau còn rất dài, em không cần vì một vết bẩn bên đường mà quên đi lý tưởng trước mắt. Anh chưa từng muốn cuộc đời em phải gánh làm hai như thế này, nhưng em xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Xin em đừng nản lòng, Diệp Yến à. Diệp Yến chưa từng nghĩ lại có một ngày cô và Thanh Phong lại gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh chéo ngoe như thế này. Đột nhiên nhớ lại năm đó, Thanh Phong từng là người khiến cho trái tim cô sao xuyến dữ rồi. Mỗi khi gặp mặt, cho đến khi anh nói rằng anh không thể nào chỉ cưới có một mình cô. Bây giờ nghĩ lại, Thanh Phong vẫn là người nói được làm được, anh thực sự không thể nào chỉ cưới một mình cô. Vậy nên anh mới không hứa người đàn ông này đúng là biết giữ chữ tín thật diệp yến bật cười nụ cười trước mặt nhưng lại cứ như xa xôi cách vạn dặm trời cô càng cười rực rỡ lại càng toát lên vẻ bi thương không có cách nào che giấu đoạn đường trước mắt còn dài tôi chỉ có thể bước đi bước đi bước nào thì lại tính tiếp bước đó tôi càng không dám mơ mộng cái gì Tất cả đều là những chuyện đã từng xảy đến. Bây giờ tôi chỉ mong có một cuộc sống yên bình một chút, không cần phải gặp những chuyện rắc rối. Cha má tôi có thể bình an mà an hưởng tuổi già. Mong ước của tôi chỉ đơn giản thế thôi. Ừ. Nghe nói vợ chồng cậu ba không còn ở bên nhau nữa. Sao lại xảy ra cơ sự như vậy chứ? Thành Phong chỉ bước lên một vài bước để nhìn cô được kỹ càng hơn nghe cô hỏi như vậy anh liền trả lời cô cũng không có cơ sở gì mọi chuyện đều được lường trước chuyện ly hôn là chuyện phải diễn ra giữa anh và cô ấy không có tình cảm mỗi người đều ôm một bóng hình riêng trong lòng vì gia cảnh của cả hai nên bắt buộc phải đến với nhau bây giờ chia tay nhau đúng là chuyện được định sẵn trước đó Thành Phong cưới vợ trước khi Diệp Yến, được gà cho Kha Lâm. Nhưng chỉ sau 2-3 năm chung sống thì hai vợ chồng anh ly tan, đường ai nấy đi. Chuyện này cũng từng gây rúng động một thời. Có điều nghe nói hai người chia tay trong êm đẹp. Vợ của Thanh Phong là con gái tỉnh trường, bây giờ hình như đã định cư ở Sài Gòn. Thì thoảng có nghe nói về thăm lại nhà chồng cũ. Diệp Yến cũng từng nghi ngờ chuyện kết hôn của hai người này nhưng khi được tận tay nghe thanh phong thừa nhận cô vẫn là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng cũng không nghĩ rằng thanh phong lại chịu tâm sự hết cả sự thật với cô diệp yến nghe xong gật gù đột nhiên lúc này cô lại cảm thấy có chút khó xử không biết phải nói với thanh phong cái gì tiếp theo trong những năm vừa qua cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại gặp lại thanh phong mặc dù cô biết anh luôn quan tâm và muốn giúp đỡ cho cô thấy diệp yến cứ im lặng giống như đang ngại ngùng thành phòng sợ cô tìm cách tránh mặt anh anh liền tiếp tục hỏi cô diệp yến này bây giờ em dự định thế nào sẽ tiếp tục nuôi thằng nhỏ đó hay là tìm nhà gửi cho chuyện bên nhà bá hộ kha em có nghi ngờ ai không phú quý thực sự rất có duyên với tôi nhưng trước mắt tôi còn nhiều chuyện để bận rộn quá không thể nào mang theo thằng bé được Tôi đã tìm được một nhà tốt. Sớm hay tôi sẽ để cho người nhà thầy Lý sang đây nhìn phú quý. Còn về chuyện tôi bị hại, tôi không biết phải làm sao để minh oan cho bản thân mình. Hiện giờ tôi đang nhờ cậu mợ Quỳnh theo dõi sư thầy Trúc Khanh, mong là có kết quả tốt. Trước khi Diệp Yến nhờ đến Thiên Quỳnh điều tra về sư thầy Trúc Khanh thì Thanh Phong cũng cho người âm thầm điều tra trước. Mặc dù hiện giờ vẫn chưa điều tra được gì khả nghi từ người đàn ông này, nhưng anh dám chắc lão thầy này không phải là người tốt. Bởi chuyện lão ta nhận tiền của Kha Lâm, bày mưu tính kế, đưa phú quý cho Diệp Yến nuôi, đủ chứng minh lão ta không phải là một bậc chân tu của nhà Phật, mà là một người nham hiểm. Như vậy thì không thể nào không nghi ngờ sự việc lần này có liên quan tới ông ta. Lại nhớ về chuyện của thầy Lăng Minh, Thành Phong có vài chuyện vẫn luôn che giấu, không định nói cho Diệp Yến biết. Nhất là về chuyện thầy Lang Minh bỏ trốn và người của anh vẫn chưa tìm được tung tích của thầy đó. Mà việc thầy Lang Minh đột nhiên mất tích cũng chứng minh được rằng hắn ta có tật giật mình. Bây giờ vì sợ tội nên muốn tìm đường thoát thân, cao chạy xa bay trước. Thành Phong tin chắc thầy Lang Minh này biết rất rõ về cái chết của mẹ con Ngọc Quyên, cũng có khi biết luôn về chuyện năm đó Diệp Yến đột nhiên mất con. Lý do anh biết chắc chắn thầy Lang Minh có tật giật mình là bởi vì anh bắt được bà đỡ đẻ cho Ngọc Quyên hôm đó. Chính bà ta đã khai nhận là nhận tiền của thầy Lang Minh để không tận lực mà cứu chữa cho Ngọc Quyên. Còn về chuyện năm đó, con của Diệp Yến mất là bà ta thực sự không biết. Có trà khảo cỡ nào, bà ta cũng luôn miệng khóc và nói rằng không biết gì Vậy nên bây giờ chỉ có thể chờ đợi bắt được cái lão thầy giang lờm đó thì mới có thể sáng tỏ được tất cả mọi chuyện. Mọi sự đang còn điều tra giang dở. Thanh Phong không muốn lại gây thêm hy vọng cho Diệp Yến để cô mất công chờ đợi. Vậy nên anh quyết định trước khi bắt được lão thầy Minh thì anh không nói gì với cô để cho cô không phải lo lắng. Về chuyện em bị vu oan anh sẽ cho người điều tra để minh oan cho em, em không cần phải lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày mai anh có công việc quan trọng, phải đi một vài bữa, trước mắt em cứ ở tạm ở đây, đừng đi đâu hết, đợi anh về nhé. Anh về anh sắp xếp nơi ở an toàn cho em. Diệp Yến thực lòng không muốn liên lụy tới Thanh Phong, cô định từ chối ý tốt của anh, nhưng mà anh lại nhanh hơn cô một bước, anh nói trước. Em đừng ngại cũng đừng nghĩ rằng em làm phiền anh đây đều là những chuyện mà anh muốn làm và anh cần làm em phải sống tốt anh mới thấy an lòng bằng không cả đời này anh sẽ luôn day dứt về em dừng lại một chút dưới ánh mắt đen láy của diệp yến cũng là lần đầu tiên sau những năm cách biệt thành phòng mới có được cơ hội để giải bày cùng cô mà những lời nói của anh lại thâm tình và sâu sắc tới làm sao chắc cơ thể em đã quên nhưng mà anh từng nói với em chỉ cần anh còn sống anh sẽ luôn bảo bọc em theo cách mà anh có thể anh không mong em trở về bên anh chuyện này đúng thật là hoang đường nhưng để em phải chịu khổ đó chắc chắn là lỗi của anh dù cho em có ở bên cạnh ai dù cho em là vợ của ai thì anh vẫn luôn bảo vệ cho em anh không hứa anh chỉ làm thôi ngày thứ ba tá túc tại nhà hương cà chu trong làng đột nhiên giấy lên một tin đồn về Diệp Yến. Theo như người của mợ Quỳnh đi nghe ngóng được, thì dân làng đồn rằng Diệp Yến hại chết mẹ con Ngọc Quyên bằng bùa ngài. Vậy nên mới bị cậu Hai Lâm đuổi ra khỏi nhà. Người dân còn bàn tán nhau về cái chết của Ngọc Quyên. Dần già còn thêu dệt thêm thắt, rồi đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của Diệp Yến. Ban đầu còn là tin đồn nhỏ trong làng. Nhưng càng lúc, người dân đồn càng nhiều, tin đồn còn lan sang tận làng của cha má Diệp Yến, làm rúng động, xôn xao khắp một vùng. Mặc dầu không ai dám đứng ra chỉ trích, nhưng mà trong lòng người dân đang cảm thấy rất phẫn nộ về tin đồn này. Người ta cho rằng Diệp Yến quá tàn ác, không xứng đáng được sống tốt. Có người còn bạo dạn cho rằng nên đuổi Diệp Yến ra khỏi làng để không làm xấu mặt làng đề và làng mạc của cha má Diệp Yến có người còn đòi tẩy chay gánh hát Viễn Phương, bởi vì bọn họ cho rằng cha má Diệp Yến là loại người không ra gì, nên mới nuôi dưỡng ra một đứa con gái lòng dạ nham hiểm như Diệp Yến. Sự việc ban đầu chỉ là tin đồn, nhưng càng lúc tin đồn càng lan truyền càng nhanh, giống như là có ai đó ở phía sau thúc đẩy, mà sự việc này lại đánh vào lòng chắc ẩn của người dân, thành thử ra ai cũng cảm thấy phẫn nộ và muốn lấy lại công bằng cho mẹ con Ngọc Quyên. Đỉnh điểm là tới ngày thứ năm, sau khi Diệp Yến rời khỏi nhà bá hộ Kha, có một tốp người tự xưng là họ hàng xa của Ngọc Quyên chạy tới nhà Hương Cả Chu là hét quậy phá, bắt Diệp Yến phải lộ mặt để giải thích cho rõ ràng. Lúc đầu chỉ là một tốp 4-5 người, sau đó dân làng bu tới để hóng chuyện. Tốp người quậy phá từ 5 người lên 6 người rồi lên 7 người. Sau đó là thành một đám người tụ tập trước cổng nhà hương cả chu. Trong đám người bọn họ có họ hàng của Ngọc Quyên, dẫn đầu là Ngọc Nga. Còn có người dân bất bình, số người càng lúc càng đông dần lên, từ từ thành mất kiểm soát. Dân làng tiệu tề tới quá đông. Gia đình nhà hương cả chu không làm sao trị xuể, liền xin viện trợ của lý trường. Phải đến khi lính của Lý Trường tới thì người dân mới thôi ồn ào huyên náo, chịu im lặng để bày tỏ sự việc. Bà mục đích của những người dân này là vì phẫn nộ trước tin đồn Diệp Yến hại chết mẹ con Ngọc Quyên nên họ mới muốn kéo Diệp Yến ra đây để nhận tội trước dân làng. Phó Lý Trường đứng trước mặt người cả hương. Lúc này có Diệp Yến, đây là một người đàn ông trung tuổi, làm việc dưới quyền của Lý Trường cũng gọi là thân thích với Hương Cà Chu. Ông ấy nghe Diệp Yến trình bày sự việc, mặc dù ông ấy không tin một người đoan trang xinh đẹp như Diệp Yến có thể ra tay tàn ác như vậy. Nhưng có một vài chuyện, ông cũng không thể nào xử ép người dân. Nhìn Diệp Yến, phó lý trưởng khó xử, lên tiếng. Mợ hai, thú thực, tôi cũng không muốn tin là mợ làm ra những chuyện độc ác như vậy. Tôi cũng có quen biết với cha mợ, lại thân thích với Hương cả chu đây. Vậy nên tôi càng không muốn làm khó cho mợ. Nhưng mà mợ nhìn thấy rồi đấy. Chuyện này của mợ làm cho lòng dân vô cùng phẫn nộ. Mà dân phẫn nộ thì quan sai bọn tôi có thể áp bức dân được sao? Bây giờ dân làng không chịu giải tán. Bọn họ cứ nhất quyết muốn mợ phải giải thích. Bọn tôi đúng là hết cách rồi thưa mợ. Diệp Yến không nghĩ chuyện này lại lớn tới mức như vậy ban đầu chỉ là một tin đồn, để giấy lên thành một vụ huyên náo như vậy thì không biết kẻ đứng sau phải bỏ ra bao nhiêu sức lực. Chẳng nhẽ hắn ta muốn dồn cô vào đường cùng thì hắn mới vừa lòng hay sao? Cô rời đi khỏi nhà bá hộ Kha như vậy vẫn chưa thỏa đáng lòng dạ hiểm độc của con người này sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Bà Cô Vợ Bé, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cô gái Diệp Yến của chúng ta đang gặp gặp rất là nhiều rắc rối và cô ấy quyết định là rời xa cậu Hai Lâm và đi ra ngoài để tìm ba mẹ của mình, tìm cuộc sống riêng của mình. Cô không muốn ở trong nhà ông Kha nữa. Nhưng mà mọi chuyện lại thực sự không hề dễ dàng, mọi chuyện xấu xa nhất lại đang đổ dồn lên đầu của Diệp Yến. Vậy thì cô gái của chúng ta phải tiếp tục sống ra sao, tìm cách giải oan cho mình như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này, được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.